Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2018, tại chánh điện chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có diễn ra buổi lễ giải đáp Thiền Tông để chuẩn hóa lại đúng lời Đức Phật dạy cách đây 2.562 năm. Buổi lễ diễn ra ngày hôm nay sẽ bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là giới thiệu sơ lược về 6 pháp môn tu mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã dạy. Phần thứ hai sẽ là phần chính của buổi lễ, là phần hỏi đáp. Trước tiên, chúng tôi xin trân trọng kính mời Thiền gia Hồng Phượng sẽ bắt đầu đọc sơ lược lại 5 pháp môn đầu tiên mà Đức Phật đã dạy. Kính thưa quý vị, Đạo Phật chủ trương là giúp cho ai tu theo đạo này là để được giác ngộ và giải thoát. Đức Phật có dạy, 1. Người tu theo đạo Phật phải là người có bộ óc thật sáng suốt. 2. Phải học và tìm hiểu cho thật kỹ lời của Đức Phật dạy. 3. Tu như thế nào được giác ngộ. 4. Tu như thế nào được giải thoát. 5. Người tu theo đạo Phật mà cắm đầu vào tu đại, người này gọi là kẻ tu mù. 6. Như Lai không chấp nhận có những môn đồ như thế. Để những môn đồ của Như Lai biết căn bản của đạo Phật, Như Lai nói rõ 6 pháp môn tu của Như Lai dạy cũng như thành quả của nó. Sau đây là 6 pháp môn. 1. Tiểu thừa, cũng gọi là nguyên thủy hay nam truyền. Pháp môn này Như Lai dạy dụng công ngồi thiền có tất cả là 37 pháp quán, tưởng và cầu mong, có thành tựu theo ý ham muốn của người thích tu hành. Trong pháp môn tu tiểu thừa có pháp môn gọi là tứ quả thinh văn, tức tu chứng đắc sau cùng là thành A-la-hán. Đức vua Trần Nhân Tông dịch danh từ A-la-hán ra tiếng Đại Việt vào thời của Ngài có 3 danh từ như sau. 1. Là người tu hành chứng đắc bất động. 2. Là người tu hành chứng đắc vô tịch. 3. Là người tu hành chứng đắc tịch tỉnh. Vì quá kỳ đặc như vậy nên Đức Phật cũng tu pháp môn này và cũng đã chứng đắc được. Các môn đồ của Đức Phật, vị nào tu cũng đều chứng được quả A-la-hán này. 2. Trung thừa cũng gọi triết lý Phật Thích Ca hay Bát Nhã. Pháp môn này Đức Phật dạy lý luận rất rõ ràng về hiện tượng vật lý nơi trái đất này. Người tu theo pháp môn trung thừa này sau cùng có kết quả như sau. 1. Nhà triết lý rất hay. 2. Nhà thơ rất tài. 3. Nhà văn rất giỏi. Trong nước ta có các vị sau đây tu đạt được là 1. Cụ Thi Hào Nguyễn Du. 2. Bà Đoàn Thị Điểm. 3. Bà Hồ Xuân Hương. 4. Bà Nguyễn Thanh Quang. Pháp môn thứ 3, Đại Thừa. Pháp môn này người trong chùa không tu mà các nhà khoa học thích tu, bằng cách là chuyên suy tư, nghĩ tưởng, hữu dụng vật chất để giúp con người bớt vất vả. Sự suy tư tìm kiếm này rất lâu mới thành công, nên người tu trong chùa không ai chịu tu, mà người ở ngoài đời rất thích, nên những người ở ngoài đời gọi là kỹ sư bách khoa. 4. Tịnh Độ Tông. Hầu hết trong nước Việt Nam ta, từ Bắc, Trung, Nam, nơi nào cũng có chùa tổ chức tu theo pháp môn tịnh độ này. Mục đích chính của pháp môn tịnh độ tông này, người tu ham muốn vãng sanh lên nước cực lạc hưởng sung sướng tột cùng. 5. Mật Chú Tông. Ở Việt Nam có 2 nơi tu, 1 là chùa Phương Liên ở Đại Ninh thuộc tỉnh Lâm Đồng, 2 là chùa Tây Tạng ở tỉnh Bình Dương. Trước năm 1975, có ông Mai Thọ Truyền là chủ chùa Xá Lợi ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, qua nước Ấn Độ và nước Tây Tạng học, đem về Việt Nam viết ra 12 quyển sách nói về pháp môn Mật Chú Tông này. Không biết ông hiểu pháp môn Mật Chú này như thế nào mà ông có viết ra 2 câu văn còn ghi tại chùa Xá Lợi như sau. 1. Người tu theo đạo Phật mà không học là tu mù. 2. Người tu theo đạo Phật có học mà không tu là cái đại định sách. 6. Như Lai Thanh Tịnh Thiền, đời tổ thứ 2 gọi là Thiền Tông. Đây là pháp môn tất cả những vị tu hiện nay đều chửi và cho là tà đạo và bịa đặt. Vì pháp môn Thiền Tông này không tu hành gì cả, mà người tu chỉ thực hiện 3 phần như sau. 1. Ham muốn trở về quê hương cũ của mỗi người là Phật giới. 2. Phải tạo công đức cho thật nhiều.
3. Phải học thuộc lòng công thức trở về Phật giới. Vì ba phần quá đặc biệt nói trên nên những người sau đây không chấp nhận. 1. Người tu hành có chứng và có đắc. 2. Người nương đạo Phật để kiếm tiền. 3. Người xem đạo Phật là cái nghề. 4. Người kém học thức. 5. Người thích làm tôi tớ cho người khác. 6. Người thích làm nô lệ cho người khác, vân vân. Do vậy, pháp môn thiền tông học này Đức Phật không dạy trong các quyển kinh thông thường mà phải truyền ngoài kinh điển, nhờ những vị tổ thiền tông truyền đi. Để đến đời mạt pháp, khi loài người văn minh lên cao, loài người đã hiểu sâu về nhân sinh và vũ trụ, thì pháp môn thiền tông học này mới được phổ biến và công bố ra. Đức Phật cũng có dạy, tuy loài người đã văn minh lên cao rồi đó, nhưng khi pháp môn thiền tông học này phổ biến và công bố ra, những người sau đây cho là bịa đặt hay tà đạo gồm: 1. Những người tu theo pháp môn thiền tông có thành tựu nhân quả của trái đất. 2. Những người hành nghề cúng tụng và hộ niệm, vân vân. Hôm nay, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi tổ chức buổi hỏi đáp về pháp môn thiền tông học này cho bất cứ vị nào muốn hỏi về pháp môn thiền tông học này. Nhưng người hỏi phải như sau chúng tôi mới trả lời. 1. Người đã đọc hết 11 quyển sách mà Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đã xuất bản. 2. Người hỏi là để rõ thông thêm. Còn những người hỏi sau đây chúng tôi xin phép không trả lời gồm: 1. Người hỏi để phá chúng tôi. 2. Người không biết gì về pháp môn thiền tông học này. Trước khi vào chương trình hỏi đáp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ ngày hôm nay. 1. Ngồi ở bàn giữa chính là thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kiêm trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, cũng là người đảm nhận những câu trả lời cho các câu hỏi ngày hôm nay. 2. Ngồi bên tay trái của viện chủ và bên tay phải của viện chủ sẽ là hai vị điều khiển chương trình hỏi đáp ngày hôm nay gồm thiền gia Ngọc Lâm, trưởng ban giải đáp thiền tông trên mạng thiền tông.com, cũng là trưởng ban kiểm thiền. 2. Thiền gia Anh Tuấn, viện phó kiêm phó ban kiểm thiền. Tiếp theo, ở đối diện đối với bàn của viện chủ, đó chính là hai vị trong ban thư ký đoàn. 1. Là thiền gia Văn Nhân, 2. Là thiền gia Hoàng Hiệp. Ở hai dãy bàn hai bên chánh điện thiền tông ngày hôm nay chính là những vị đại diện cho tập thể ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Sau cùng là người dẫn chương trình thiền gia Hoàng Oanh và thiền gia Hồng Phượng. Phần mở đầu và giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ vấn đáp thiền tông ngày hôm nay đã xong. Tiếp theo là phần vào các câu hỏi. Xin mời quý vị tự do đặt câu hỏi. Xin mời thiền gia Anh Tuấn sẽ tiếp tục điều khiển chương trình hỏi đáp ngày hôm nay. Alo, xin thưa quý vị, để nhắc lại cái nội quy hỏi đáp của ngày hôm nay thì ban quản trị chùa chúng tôi chỉ giải đáp xung quanh về pháp môn thiền tông. Chùa chúng tôi sẽ không có giải đáp tất cả những pháp môn của các đạo khác hay là của trong đạo Phật. Chúng tôi chỉ giải đáp về thiền tông. Thì xin quý vị cứ đăng ký với bên đoàn thư ký để lấy số thứ tự mà hỏi cái những câu hỏi. Rồi để tiếp tục cái buổi lễ thì xin mời cái vị hỏi đầu tiên. Xin mời đoàn thư ký. Mở đầu chương trình thì chúng tôi xin mời Phật tử Quách Tỉnh là người đầu tiên sẽ trả lời, sẽ đặt những câu hỏi. Mời Phật tử Quách Tỉnh. Mở đầu chương trình thì chúng tôi xin mời Phật tử Quách Tỉnh là người đầu tiên sẽ trả lời, sẽ đặt những câu hỏi cho ban quản trị và thầy. Mời Phật tử Quách Tỉnh. Alo. Dạ, kính thưa viện chủ và ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu và các bác vị có mặt ở nơi đây. Dạ, xin viện chủ cho cháu hỏi ba câu như sau. Câu thứ nhất, người tu theo pháp môn Thiền Tông có chứng đắc gì không thưa viện chủ? Người tu theo Thiền Tông đó thì không chứng đắc gì cả, mà chỉ để học cho biết
quy luật nhân quả luân hồi nơi trái đất này, rồi để thoát trở ra quy luật nhân quả luân hồi của trái đất cũng như tam giới để trở về Phật giới. Thiền tông mục đích như thế. Em có thông câu hỏi không? Thông câu hỏi thì cứ hỏi tiếp. Rồi câu này chứng đắc rồi, cái câu thứ hai là câu gì? Cứ lặp lại. Dạ, câu hỏi thứ hai của con á là người tu theo pháp môn thiền tông muốn cắt chùa thiền tông và thiền tông thất, làm sao để có được công đức được trọn vẹn? Các người tu theo thiền tông đó, mà nếu muốn cắt chùa thiền tông hoặc thiền tông thất á, thì muốn có công đức trọn vẹn á, thì thế này: cắt cái chùa để mà duy trì cái thiền tông này thì anh phải đi theo cái dòng thiền này để mà liên tục, thì nên cắt cái chùa. Mà nên cắt cái chùa là không có nhận ai một đồng nào. Anh gọi là phải có tâm tài lực. Tâm là phải tâm sáng suốt, ai hỏi cái gì phải trả lời được cái đấy, gọi là tâm. Còn tài là anh phải có tiền tài cất nổi một cái ngôi chùa, không lấy ai một đồng nào, kể cả người khác ủng hộ cũng không được. Đó là tâm và tài. Còn cái tài này nè, thì anh phải có cái đức điều hành cái chùa này, chứ không phải là anh lợi dụng cái chùa để mà làm cái chuyện mà mờ ám thì không được. Còn cái lực thì phải có sức khỏe, thứ nhất là phải sức khỏe, thứ hai là sự chịu đựng người ta công kích mình. Tuyệt tất cả theo dòng thiền tông từ xưa tới giờ chưa có một vị nào dám cắt cái chùa thiền tông. Và sở dĩ chùa thiền tông cất ra, chùa thiền tông Tân Diệu cất ra, đây là cái nhiệm vụ để phổ biến cái pháp môn thiền tông này. Gọi là nói là trên thế giới đầu tiên, cái chùa thiền tông Tân Diệu này là cất đầu tiên trên thế giới. Từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn nay 2562 năm, thì những người cất cái chùa nên lưu ý chỗ này, anh có đủ ba cái phần đó để nên cất, còn nếu không đủ đừng nên cất. Rồi con hỏi câu tiếp đi. Câu hỏi thứ ba của con là như sau: là người tu theo pháp môn thiền tông muốn cắt chùa thiền tông và thiền tông thất, có được phép nhận tiền của người khác hay không? Thì như nói nãy á, thì cái phần này nếu mình nhận tiền người khác á, thì nó dính vào cái quy luật nhân quả, thành ra cắt chùa thiền tông, thiền tông thất không được quyền nhận của ai một đồng nào. Nên nhớ một điều đó, trừ cái chùa thiền tông Tân Diệu là cái lần đầu tiên mở ra trên thế giới, thì người ta đầu tiên cũng không ai nhận đâu. Nhưng mà bây giờ sau này có nhiều người á, ta muốn lưu những cái bản á, thì tự ta bỏ tiền ta làm, ta lưu cái bản thôi. Chứ sự thật chùa thiền tông hoàn toàn không lấy ai một đồng nào hết. Con thông không thông, con hỏi tiếp. Dạ, vậy như là mình muốn, con đã hiểu, nếu mà mình muốn cắt chùa thiền tông hay là thiền tông thất, mình phải có tâm tài lực mà cũng không được phép nhận tiền của người khác. Dạ, con xin cảm ơn viện chủ ạ. Dạ, con xin kính chào bác viện chủ. Con xin hỏi bác viện chủ ba câu. Dạ, câu thứ nhất của con là người chưa hiểu rõ pháp môn thiền tông mà muốn cất chùa lập thất để dạy người khác, vậy người này có công đức hay không ạ? Thiền tông mà mình không có hiểu mà mình xây chùa hoặc chùa thiền tông, thiền tông thất không nên. Thì giống như cái pháp môn này nó rất cực kỳ khó. Giống như mình trước mình không biết chữ mà giờ mới biết vài chữ mà đi xây cái trường học để mà dạy người ta, thì mới coi chừng dính vào trong cái nhân quả. Ý hỏi sao cho dạ, hỏi rõ là. Dạ, ý con hỏi là người chưa hiểu rõ được pháp môn thiền tông á, mà lập chùa cất thất á, thì dạy người khác á, có công đức hay không á? À, không, hoàn dạ, toàn không công đức. Nên nhớ một điều, cái này nó thuộc về, nó phản lại đó. Cái mình phải hiểu cho rõ rồi mình mới giảng cho người ta. Còn nếu mình không hiểu rõ đó, mình giảng nó sai lệch thì tự nhiên mình có ác đức luôn á. Không phải đơn giản đâu. Bởi vậy thường nói là giống như con dao mà cầm cái lưỡi á, mà mình không biết mình cầm cái, mà cầm cái cán á, không biết mình cầm cái lưỡi á, nó đứt của mình. Thì không nên. Muốn cắt thiền tông thất hoặc chùa thiền tông phải, bởi vì phải nói là cái tâm phải cho sáng, ai hỏi gì phải trả lời được thì mình cắt, còn không tuyệt đối đừng nên cắt. Mà nhiệt tình quá thì sẽ coi chừng cái này. Bởi vì thiền tông này nó là rất cực dương, mà tất nhiên là nó có thể mình đưa ra khỏi tam giới được, thì nó có thể
vì mình xuống 18 tầng địa ngục được, chứ không phải đơn giản đâu. Con không thỏa mãn thì con cứ hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 2 ạ. Dạ, người dụng lợi thiện tâm để kiếm danh và lợi á, thì người này có bị nhân quả không ạ? Cái này á, nếu mà mình vì thiện tâm mà vì danh và lợi thì cái nhân quả nó gấp 3, gấp 4 lần người bình thường bên ngoài. Không đơn giản đâu. Giống như là mình người dân thường á, mình vi phạm luật pháp á, thì luật pháp nó trị mình cách rất bình thường. Còn nếu mà mình đã hiểu luật pháp rồi mà mình vi phạm luật pháp thì cái hình phạt nó sẽ gia tăng. Đây là cái quy luật vật lý của trái đất này. Con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ 3. Dạ, người mới biết pháp môn thiền tông mà ham muốn làm công đức á, dạ, mà ham muốn giúp đỡ người khác để làm công đức á, thì người này có công đức không ạ? Cái phần này phải coi chừng. Muốn giúp người ta tạo công đức bằng thiền tông phải cho thông suốt. Còn nếu mình biết mập mờ, mình dạy người ta chắc chắn là bị sai. Thì nó không, công đức không có mà trở thành ác đức nữa. Mình nên nhớ một điều, thiền tông này muốn dạy người ta phải cho thông suốt đàng hoàng, từ cái vật, cái mà khó nhất, cái dễ nhất phải thông suốt. Còn nếu không có một gì danh, một gì tiếng mà đứng ra mà giúp người khác thì mình coi chừng nó không công đức mà nó còn bị ác đức nữa. Con hỏi thêm đi. Dạ rồi con, xin cảm ơn bé ạ. Con tên là Thành Thương, ở Cần Thơ. Xin kính chào vị chủ chùa Thiện Tâm Đăng Diệu và ban quản trị chùa Thiện Tâm Đăng Diệu và quý Phật tử có mặt tham dự buổi vấn đáp hôm nay. Mô Phật. Hôm nay con tham dự buổi lễ vấn đáp này, con có 3 câu hỏi chưa rõ. Con mong nhờ bác quý nhân giải đáp cho con được rõ. Con xin được phép được hỏi câu hỏi. Thưa bác quý bác nhân, người tu theo pháp môn thiền tông có cần xây cất chùa thiền tông hay thiền tông thất không? Người tu thiền tông đó, nếu mà mình muốn ở lại trái đất này để mà giúp nhiều người giác ngộ giải thoát thì nên cất chùa thiền, cất chùa thiền tông hoặc thiền tông thất. Còn nếu mà muốn giải thoát trở về Phật giới hoàn toàn đừng nên cất. Là sao? Để quy luật nhân quả luân hồi trái đất này, mình cắt cái đống đô cái gì ở trong trái đất này thì phải theo nó, phải theo liên tục. Nên nhớ rằng các vị tổ thiền tông 30 mấy vị tổ hoàn toàn là ta tình nguyện phải theo cái pháp môn này thì bắt buộc người ta theo, không có về được. Còn nếu bây giờ mình muốn giải thoát thì tuyệt đối đừng, mình tìm cách làm sao mình giúp ta có công đức để trở về Phật giới thôi, chứ đừng có nhiệt tình quá mà cắt cái chùa thiền tông hoặc thiền tông thất là mình kẹt đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thì con xin phép hỏi câu thứ hai. Câu thứ hai này có hai vế, con xin hỏi vế A trước. Thế con biết người mà không có đủ tâm tài lực mà cắt chùa hay thiền tông thất có bị hậu quả gì không à? Nếu mà cắt chùa vật lý thì không sao nha. Còn ở chất chùa và về thiền tông này nè, mình không đủ tâm tài lực thì đức đương nhiên phải gieo cái nhân quả rất nặng nề. Không nên, nếu không đủ tâm tài lực hoàn toàn đừng có rớ tới thiền tông này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, đó là vế A của con đã được rõ. Vì vậy con xin nói vế B. Thì con biết người tu theo pháp môn thiền tông là một Phật gia hay thiền gia, không có chùa cũng không có thiền tông thất mà được nhiều người cúng dường. Thưa bác nhân cho con hỏi, những người cúng dường này có phước đức hay công đức gì không? Và người nhận cúng dường là một Phật gia hay thiền gia, không có chùa cũng không có thiền tông thất, có bị nhân quả không ạ? Cái này á, nếu mình không có cái trụ sở, bây giờ có cái trụ sở mà chùa thiền tông và thiền tông thất còn không được nhận tiền thì làm gì mà mình không có hai cái này mà đi nhận tiền người ta? Cái đây là cái nhân quả rất nặng nề, không phải đơn giản đâu. Bởi vì trước khi ta truyền thiền ta đã nói rồi, tất cả những cái gì
mà vào được cái thiền tông này là phải nghiêm chỉnh chấp hành, chứ đừng có thấy cái thiền tông này nó hay quá, nó dễ quá rồi nhào vô đây rồi lợi dụng làm cái này làm cái kia, thì coi chừng cái nhân quả nó gấp 10 lần của cái người. Thà cái người ta cắt chùa vật lý đi, cái đó là được quyền, Đức Phật cho được quyền lấy cái tiền này để mà cắt cái chùa vật lý thì được. Còn chùa thiền tông hoàn toàn không có nhận ai một đồng nào hết, thì người không có chùa, không có thiền tông thất mà làm sao mà dám đưa cái này nhận. Đây là cái học cái nhân quả rất nặng nề, nói cho con biết. Con hỏi thêm. Nhưng mà cái người, những người cúng dường đó có phước đức hay công đức không thưa bác? Cái người cúng dường đó hoàn toàn không có gì hết, phước đức ác đức không có. Giống như là con lấy muối con bỏ biển cho nó vui vậy thôi. Bởi vì đạo Phật là gì? Đạo trí tuệ. Bất làm cái gì thì phải hiểu cho rõ ràng, chứ không phải nghe ai nói cái gì cũng chui đầu vô là không được. Là con hỏi tiếp đi. Dạ con đã hiểu rõ. Con xin phép đọc câu hỏi thứ 3. Cũng câu hỏi thứ 3 này có một người bạn nhờ con hỏi dùm. Con xin phép hỏi. Người theo con biết, người theo tôi có cuộc thiền tông, người này được phong tiền thiền tông gia rồi, mà có người khác đã xem qua 10 quyển sách của tác giả Quỷ Nhân, có nhiều điều không rõ và có vài câu kinh văn trong kinh điển Phật giáo không rõ, mới đến nhờ vị thiền tông gia này giảng giải dùm. Nhưng vị thiền tông gia này chỉ nói lại những lời văn tự trong 10 quyển sách có sẵn và những lời văn kinh văn có sẵn, thì người hỏi này rất hoang mang và thất vọng. Thưa bác Nhân, vậy cái người thiền được phong thiền tông gia này có sao không ạ? Nguyên tắc thiền gia đó là nó được cái bằng là trong cái đơn mà để xin thiền gia là tôi đã đủ sức trả lời cho bất cứ ai hỏi về pháp môn thiền tông này thì mới nhận được cái danh thiền tông gia. Còn nếu mình mà nhận mà không biết thôi làm thinh, đừng có nói với ai hết, đừng có đi nói qua nói lại, thì cái nhân quả nó rất nặng nề. Giống như á, bởi vì nguyên tắc ở đây người ta cấp cái người ta phong thiền tông gia thì đương nhiên mà người ta thấy nhìn thấy có cái đủ quyền lực người ta mới phong cho mình, nhưng mà mình chưa đủ lực thì thôi, nó là tôi chưa có đủ lực thì tôi không dám nhận cái này thì được. Chứ còn mình nhận rồi, lỡ nhận rồi đừng có nói gì hết. Còn mà nhận rồi mà người ta hỏi mà không biết thì cái hậu quả nó rất nặng nề. Thì nguyên tắc về nhân quả, vì cái nhân quả mà áp dụng cho cái thiền tông này nó rất gấp 10 lần cái nhân quả của thế gian, chứ không phải đơn giản đâu. Con có thông không thông, con hỏi tiếp. Dạ, nhờ con đã hỏi ba câu hỏi được bác Nhân đã trả lời con rất là rõ và thêm một cái cho con một cái kiến thức. Con chân thành cảm ơn viện chủ và ba ông chị. Con xin hết ạ. Con tên Phước Hải, con xin chào viện chủ và cho con hỏi ba câu. Câu thứ nhất, người được truyền bí mật thiền tông mà không về chùa dự được, vậy người này có trở về Phật giới được không? Người được truyền bí mật thiền tông mà không về chùa truyền dẫn về Phật giới được, dưới điều kiện người này phải công đức thật nhiều. Thứ hai, Phật nhãn người này khi còn mang cái tánh, cái thân tứ đại mà mở ra thì về được. Khi mà Phật nhãn mở ra, mang thân tứ đại mà mở ra thì cái đường về giải thoát rất rõ, người ta rất rõ, thì người đó mới được. Còn nếu mà truyền mà Phật nhãn chưa mở ra thì không đến chùa truyền, thì cái này nó thật. Ông Phật mà dẫn mình trở về Phật giới, ông biết mình là ai đâu, thì nó hơi khó. Còn nếu mình cố gắng, khi mà mình, nếu mình gọi là truyền kiếm gì đi nữa, nhưng mà sau đó mình cố gắng đi, thì có thể, ông Phật có thể giúp cho mình. Nguyên tắc mình phải có công đức thật nhiều, và làm sao mà chư Phật biết mình muốn trở về Phật giới. Sở dĩ mà một người đức truyền ở đây là trình diện với Đức Phật, là con đã được
mở con đường trở về Phật giới thì thôi Đức Phật giúp con trở về thì người ta chấp nhận. Còn nếu mà mình không đến đây thì ông Phật đâu có biết. Bây giờ ông có biết, ông không giúp mình ông. Là vì tôi thí dụ ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng đó, khi mà ông nhận được cái này, ông đi 30 ngày đường, ông vẫn đi mà. Thì ông đâu có, còn mình bây giờ nếu mà trường hợp mà một hoàn cảnh nào mà không về được thì mình nên xét lại. Cái này là 10.000 năm mới ra một lần, mà cái thời gian Thiền Tông công bố ra không có lâu đâu. Thì nếu mà mình lơ đễn quá thì chắc chắn là ông Phật ông không giúp mình đâu. Mà đến đây mà lơ đễn còn không giúp, chứ đừng nói mà ngồi ở nhà đó mà ông Phật giúp mình về được đâu. Đó, con hiểu không? Không hiểu thì con hỏi tiếp. Dạ, dạ cho con xin hỏi câu 2. Người tu Thiền Tông mà lúc nào cũng nói mình như Phật, như Tổ, không khác. Vậy người tu Thiền Tông này nói như vậy có đúng không ạ? Trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói là tất cả phàm sự hữu tướng giai thị hư vọng. Mà bây giờ mình ngồi đây mình nói tôi là Phật thì chắc có lẽ người này là Phật cải lương á. Dạ. Phật đóng trong cải lương á, chứ làm sao có cái chuyện này. Thấy không? Rồi còn gì nữa? Như Tổ phải không? Dạ, như Tổ. Thì cái này là Tổ sư nói dọc á. Dạ. Chứ làm gì có cái chuyện này. Ở đây á, mà bây giờ trong các kinh Đức Phật đã chỉnh hết rồi. Đó, trên trái đất này mà thấy hình tướng gì là giả dối đó, anh nhào vô đi, nhào vô đi rồi biết. Mình ở đây ta tu, các tổ mà chưa dám xưng tổ. Chính ông Thích Ca ngày xưa mà còn chưa dám nói ổng là Phật mà. Tại đệ tử ông hỏi, ổng nói ổng thôi, chứ sự thật ổng nói là tôi là một người toàn năng toàn giác, không phải là Phật đâu. Toàn, chứ là toàn năng là làm được tất cả, toàn giác biết được tất cả. Đức Phật còn khiêm nhường, mà sở dĩ là mình kêu ông danh từ là mình gọi là người toàn năng toàn giác thôi. Chứ vậy muốn thành Phật phải về Phật giới á, công đức nơi địa từ quan nó nhộm vô mới trở thành một kim thân Phật được. Còn người nào nói vậy nên xét lại. Bởi vì cái Thiền Tông này bây giờ ra đây là gì? Để chuẩn lại, chuẩn quá từ lời Đức Phật dạy cho đến khi mà công bố quyền ký đến nay, phải chuẩn lại cho biết, chứ đừng có lạc lầm bằng vì cái pháp môn Thiền Tông này mà mình xưng trời xưng đất ra, mình coi chừng cái hậu quả mình không lường được đâu. Con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 3. Người tu Thiền Tông mà nói mình rơi vào bể tánh, vào trung tâm vận hành luân hồi và ra vào tam giới rất dễ dàng, cũng đồng thời nói chuyện với Quán Thế Âm Bồ Tát và Phật Thích Ca, vậy người tu Thiền Tông này nói như vậy có đúng không ạ? Cái người mà tu Thiền Tông mà nói tôi rơi vô bể tánh thì cái này chắc rơi vô bể Thái Bình Dương, chứ làm gì bể tánh rơi được. Ngồi ở đây mà rơi làm sao được. Ông Thích Ca còn rơi cũng được, mình làm sao mà rơi được. Còn vào tam giới phải không? Mình vào trung tâm vận hành, trung tâm vận hành luân hồi. Trời, cái này còn xa lắc hơn. Muốn về Phật giới phải có công đức thật nhiều, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cái này gọi là không đi lường gạt người ta thôi. Nói để lường gạt, tôi bảo đảm nếu người nào nói là đi lường gạt người ta để một mua đồ cái gì đó, chứ không phải đơn giản đâu. Làm gì có cái chuyện đó. Ông Phật qua đâu có dạy cái chuyện này đâu. Ông Phật chỉ nói là nếu anh có công đức nhiều thì anh được Như Lai Bửu Thanh Tịnh Thiền. Thanh Tịnh Thiền đó anh mới chuyên trở về Phật giới, thật nhìn thấy Phật giới chứ không phải rơi. Làm sao rơi được? Rơi là rơi vào trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới mới gọi là rơi. Con hỏi tiếp đi. Dạ, khi mà lúc mà ra vào tam giới rất dễ dàng. Thì giống cái này tam giới này, kiểu này tam giới Đông Dương quá. Tam biên giới Đông Dương là Việt Nam, Lào, Campuchia, gì vô cái tam giới đó được. Chứ còn làm gì có chuyện vô từ tam giới. Mình ngồi đây mà không biết nằm cái tam giới nằm ở đâu nữa mà nói tôi rơi làm sao được. Với cho nói thì mình lúc mà nói chuyện với Quan Thế Âm Bồ Tát với Phật Thích Ca. Dạ. Rồi gặp vô đình rồi. Dạ. Nếu mà Quan Thế Âm mà cho phải vô đình mới gặp ông bà. Thích Ca cũng vô miễu á mới có, chứ làm gì quá nói chuyện Quan Thế Âm thì giờ đâu ngồi nói chuyện. Mình Quan Thế Âm ở bên trên nước Tịnh Độ á, chứ đâu có nằm đây mà nói chuyện. Còn Thích Ca bên Phật giới mà làm gì qua bên nói chuyện không?
cái này kêu bằng cái này không mục đích để chặt đi lừa gạt ta mới nói vậy thôi, chứ làm gì có cái chuyện này. Con hỏi tiếp đi. Dạ, chứ người tu thiền tông mà hưởng đi chỗ này đi chỗ kia, nói với các anh em là tâm mình không có dính mắc chỗ nào chứ, không có sanh một pháp nào, nó thường hằng thanh tịnh nha nha, giống như mười phương chư Phật chẳng khác. Mà có ngược lại thêm nói một câu này là mười quyển sách có soạn giả quyển nhân á, là nói dốc lạc người. Và thêm cái ý này là con thắc mắc là nói mười phương chư Phật là không có, nói ai dám nói là người đó dám gạt. Con cũng thắc mắc hôm nay lên xin hỏi viện chủ ạ. Câu hỏi anh nó dài quá, anh nhắc cho từng đoạn đi. Cái phần thứ nhất thì người tu thiền tông mà nói tâm mình là không sanh một niệm, là tâm hằng thanh tịnh với mười phương chư Phật chẳng khác. Ở trái đất này á, tu cái gì cũng không có vô niệm được. Bây giờ muốn ở trái đất này muốn tu vô niệm đó, phải ép bằng trong cái tứ quả thanh văn đó, ép từ nào rồi nó bật cái niệm đó thì nó mới vô thành a la hán được, là người bất động á. Nhưng mà cái này thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật đây, tất cả người này tu mà vô niệm chỉ bằng một, nếu mà vô trong cái niết bàn này gọi là bằng tịch tỉnh á, chỉ bằng một giờ hay một ngày của niết bàn của Như Lai thôi. Thì cái trái đất này tại bây giờ thiền tông nó ra đời, nó ý nó muốn nói cái chỗ này nè, cái người mà ở trong trái đất này mà dụng công tu hoàn toàn không có chứng được cái gì hết á, không có giải thoát được, chứng cao nhất á là a la hán thôi. Trong có cái, bởi vì a la hán là nó chứng được cái quả, nghĩa là diệt được cái thân tứ đại này nè, đất nước cho lửa nó diệt được, nhưng mà cái trung ống thân không diệt được. A la hán là nằm ở chỗ này người ta không biết. Còn anh có vô niệm là anh phải ép nó, ép trong thời gian ngắn thôi chứ không phải đâu. Vì trong cái này, trong đạo Phật nó có cái bài mà gọi là tu diệt tận định, ai muốn tu diệt cái này phải tu cái diệt tận định thì mới được. Mà diệt tận định sau cùng vô là a la hán thôi, chứ không hoàn toàn không giải thoát được. Ý con hỏi phải vậy không? Dạ. Chứ con hỏi thêm người tu thiền tông á, mà nói mười quyển sách của soạn giả nguyên nhân á, là nói dẹp lạc người, và nói mười phương chư Phật á không có, nếu mà người nào nói có người nó gạt người. Cái này nói đúng ra đó, cái này là do cái tập quyền ký tôi mới viết ra, nhưng mà tôi viết cũng vòng vòng, sau cùng công bố tập quyền ký tôi mới nói rõ ra. Chính bữa nay là cái bữa tôi sẽ nói tất cả những cái bí yếu của cái quyền ký Đức Phật, gọi là chuẩn quả lại. Bây giờ tôi nói, ngày xưa Đức Phật mà khi mà ông nói này là 100 người, ông nói cho 100 người chửi ông, 98 người, còn có 2 người công nhận thôi. Thì ông mới nói là thôi bây giờ cái này phải truyền đi, khi nào mà loài người văn minh lên thật cao quá mà nói. Nhưng mà nói thật, văn minh cao cỡ nào cũng chửi hết. Vì nãy trong cái bài hướng dẫn đầu tiên, tất cả những người ta chửi thiền tông này là tà đạo này, là mê gì, rồi bị đặt gì tùm lum hết. Ông Phật nói còn bị chửi, trên kinh Diệu Pháp đi qua đã nói rồi. Còn mình bây giờ đây là tôi nói thật, là tôi nói ra để cho mọi người đánh giá. Bởi vì cái thiền tông này yêu cầu mình nghe phải nghe bằng trí tuệ, đừng có mù, đừng có nhắm mắt mà tin lại. Ta cho mà bây giờ cái bữa nay thì tôi chấp bất cứ ai muốn hỏi về thiền tông thì phải hỏi cho rõ ràng. Nếu mà tôi trả lời không được, đuổi tôi xuống nhà dưới. Tôi nói thật chứ không phải đơn giản đâu. Sở dĩ bữa nay có cái cuộc giải đáp này là tôi thấy từ khi công bố quyền ký ra, người tu theo đạo Phật nó sai 90% chung ít đâu. Đó, thành ra bữa nay con có buổi là gọi là trả lời để chuẩn quá lại. Còn nói đúng chuẩn là ai nghe không nghe thôi, chứ mình đâu có quyền gì. Nhưng mà trong quyền ký Đức Phật đó, đời mà pháp người nào nhận được tập quyền ký này phải nói lại cho người ta nghe, nói cho rõ ra. Bất cứ ai hỏi cũng phải nói trở ra là đó, tôi có cái bổn phận vậy thôi. Còn ai, cái chuyện ta chửi là chuyện đơn giản, ông Phật còn chửi không chứ tôi ăn thua gì. Con hỏi tiếp đi. Dạ thưa viện chủ, cho con hỏi
Và khi người tu thiền tông mà lợi dụng các thiền thất này kia mà xưng mình như là một vị tổ, nói những chẳng khác, rồi nói với các huynh đệ là ghi là Bồ Tát này, Bồ Tát nọ hay Đại Huệ, Đại Huệ nọ, như vẽ ta như là Phật là tổ. Vậy cái quy lực nhân quả thế giới này sao ạ? Thế giới này ông đã nói Phật không có đâu. Trên trái đất này á, mình phải hiểu nguyên tắc thế nè. Trái đất này năm loài sống chung. Về tâm linh là do vị thần, còn về nhân quả luân hồi là do con người. Ngoài cái này ra không có gì hết. Thí dụ xưng Bồ Tát cũng được, thì ai cô hồn nó xưng cũng được, ai đây. Bây giờ anh nhớ là tất cả những người mà say cơ đó, nó từ cộng hoàng xuống đây nè, ai cái đó cô hồn nó vô nó cũng nói gì nói chứ, ai rầy nó mà thấy, có thấy mặt thấy mày đâu. Trên trái đất nắm căn bản, thần là chịu trách nhiệm về tâm linh, về hiện tượng. Mà thần thì không có nói chuyện này không, bởi vì trong cái quy luật của trái đất này, một vị thần mà thừa hành không dám làm sai một phần nào. Giống như con ở trong cơ quan nhà nước á, nếu mà con một làm anh lính thường thì phải nghiêm chỉnh chấp hành trên thủ trưởng anh, chứ không phải là dám nói tầm vậy. Còn tất cả những người ở đây xưng này xưng kia đó, nó xếp về loại là cô hồn. Nên nhớ rằng trên trái đất này phúc bóng thần, cô hồn và địa ngục, nó có ba cái dạng mà không thấy. Rồi con hỏi tiếp đi, còn người ta muốn nói gì nói thì kệ người ta. Vậy là mấy người đó mình xưng là cô hồn hay? Dạ hơi nãy giờ con hỏi là con có rõ không? Dạ con xin viên được. Con kính chào viện chủ, và con có mấy câu hỏi như sau. Những người mà người ta lập ra hiền viện, tu viện á, là họ có tu giải thoát được hay không? Mình phải hiểu nguyên tắc à. Trái đất này là trái đất, nó quay theo nhân quả, luân hồi của trái đất, của tâm, kêu bằng nhân quả của vật lý á. Ngồi bất cứ đâu mà nếu mà không tu là không được, kể cả trong chùa tu cũng không giải thoát được, chứ đừng có nói thiền viện. Cái thiền viện này là do của đầu tiên người ta lập ra để tu luyện, để thành tiên, thành người trường sanh bất lão. Hoặc là bên các cái phái mà của võ lâm á, người ta luyện để cho có cái thần thông, gọi là trong cái thiền viện. Còn mình bây giờ không biết, tưởng đâu thiền viện là cô Phật lập mới đem ông Phật vô thờ. Cái thiền viện này là thờ của, nếu muốn thờ tiên thì phải thờ ông Lý Thế Bạch đó. Vô thiền viện này thờ ông Lý Thế Bạch được. Còn không thờ nữa là ông Phó Tiên đó, là ông Lữ Đồng Tân đó. Hai ông này, ông Chánh, ông Phó. Thiền viện là tu của này. Chứ vô đây làm gì tu giải thoát được. Tu thiền viện thì nó có thần thông, thì để người ta nó thuộc về luyện võ đó, mới là tu thiền viện. Con hiểu không? Hoàn toàn thiền viện không có tu giải thoát được. Còn tu viện, tu viện là của đạo Thiên Chúa, thờ Đức Chúa Trời. Vô đó người ta cầu xin lại lục cái gì trong đó đó. Xin Đức Chúa Giêsu rước con về cõi trời ở. Vô tu viện là vô chỗ đó. Thành ra người ta không hiểu, đem ông Phật Thích Ca ngồi vô cái tu viện. Làm gì ông vô trong này? Thích Ca thì ngồi trong chùa vật lý hoặc là chùa thiền tông, chứ hoàn toàn không có đi vô trong cái tu viện đâu. Bữa nay muốn nói rõ là nó này, nói rõ lại mà mình nói những từ cho nó rôm chúng mình chủ quá, chứ sự nó nói rõ lại. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vậy cho con hỏi là người mà mở ra tu viện với hiền viện đó, là họ đem bên đạo Phật họ vô họ hờ như vậy là sai hết? Thì chắc chắn là sai rồi. Cái này ta tu viện là của đạo, thầy nãy là tu viện của đạo Thiên Chúa, muốn ấy thờ Đức Chúa Xu vô, mời ông vô, thỉnh ông vô để rồi Chúa giúp cho con lên thiên đàng ở. Còn thiền viện á thì vô dụng công để làm bá chủ võ lâm gì đó. Thế nó mới cùng làm gì Việt Nam mà. Đạo Phật làm gì có cái thiền viện? Đã trong trái đất này đạo Phật muốn giải thoát mà chỉ cần kéo cái chân anh ngồi là anh bị nhân quả rồi. Anh niệm Nam Mô là anh bị nhân quả rồi, thì làm sao có cái chuyện lập thiền viện ra được? Tại người ta không hiểu, rồi ta mới ta tưởng tượng. Bởi vì ta nói là tất cả vị cách thiền viện ra là ta tưởng tượng, không nghiên cứu kỹ đạo Phật. Đạo Phật có sáu pháp môn tu, mỗi tu đều nó có cái danh từ riêng của nó.
muốn nói lại cho biết cho để rồi, mà trong mấy quyển sách tôi đã nói rồi, tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy mấy ngàn năm nay rồi nó sai lệch đi, rồi bây giờ chùa Thiền Tông Tây Diệu cất ra để làm gì? Để nói rõ và chuẩn lại những cái nào mà người môn đồ của Đức Phật làm sai. Nói môn đồ Đức Phật thôi nha, chứ còn ở ngoài không dám nói. Ở ngoài ta muốn làm gì ta làm, không phải môn đồ Đức Phật muốn làm cái gì cũng được. Nếu mà môn đồ chân chánh của Đức Phật thì người ta nói thì phải sửa lại, còn sửa thì thôi. Còn nếu mà môn đồ Đức Phật nói là tôi nói sai, mời đến đây đấu tranh, mời luật sư phân xử, rồi thứ hai là cái công chứng viên là biên bản. Cái này nó cũng có luật của nó chứ phải không? Thì vậy này, dám nói đến cái này thì chắc chắn khi mà phát lên mạng thì sẽ có người đến. Tôi mời, mời thì ban tổ chức cũng nên ghi nhớ rõ ràng là phải lập cái hội đồng chấp chấn đàng hoàng à, chứ không phải mình nói cũng lợi đây, ông nói gà bà nói vịt thì không được, phải nói đâu ra đó bằng luật pháp đàng hoàng. Đó, con hỏi tiếp đi. Dạ, cho con hỏi thêm câu hai nữa là một vị mà muốn tu á, bỏ hết tất cả mà vô rừng sâu tu á, rồi vị đó có được giải thoát hay không? Tu theo đạo Phật mà vô rừng sâu cái gì? Được, vô thành người rừng, vô tu thành người rừng. Chứ đâu Phật đâu, không bắt chước ông Thích Ca ngày xưa, nói xin lỗi ông ra gốc cây ông ngồi, chứ sự thật ban bệ ông đông lắm. Thái tử đi mà ông ra ông ngồi tu cho nó vui vậy, chứ sự thật đó là ông có học cần đàng hoàng à, chứ không phải đâu. Giống như Trần Nhân Tông mà lên núi tu không phải mình ổng đâu. Cái mấy cung nữ thì ở nhờ, chứ mà mấy cái ông hậu cần phải theo ổng hết á, chứ không phải vậy đâu. Nếu mà vô mình tu chùa đạo Phật mà vô rừng sâu tu thành người rừng, tu đi 3 năm thành người rừng luôn, chứ làm sao giải thoát được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ vậy chứ hồi đó Đức Phật cũng bỏ hết ngôi vị của mình kia rồi để vô rừng mà tu á, rồi ông cũng được chứng đắc này kia rồi. Rồi ông có đọc hết 10 quyển sách chưa? Dạ không. Quyển sách sao còn hỏi vậy? Ông Phật Thích Ca nó ở trong kinh Đại Giá Bát Niết Bàn cũng nói là ta đã thành Phật từ nhiều đời trước rồi. Ông Phật Diên Đăng đã chứng ông ngộ đạo trên cõi trời Đâu Xuất á, xuống đây nhập vào thai của mẹ Hoàng Hậu Ma Gia thì ra đúng 25 tuổi đi ra tu, có vợ con rồi ra tu, cũng ngồi cũng nói được chuyện trên trời dưới đất để người ta nghe, phóng hào quang này để người ta nói ông này thành Phật. Chứ còn nếu mà nói ra nó, nếu ông nói là trên không có tu mà thành Phật không ai tin. Mà đầu tiên ông độ năm anh em Kiều Trần Như với 4 người bạn bằng bài pháp bụi trần, có nghĩa là phân tích rằng ánh sáng mặt trời, không gian và bụi, đó là ba cái loại này, để ông phân tích rằng con người nó là vậy đó. Chứ còn chứ bà mấy ông này cũng đâu biết giải thoát là gì đâu, ông đâu có dạy đâu, mà chỉ là biết là phân tích bụi trần cho biết sự thật con người, rồi nhờ đó mới lập ra cái giáo đoàn để mà dạy cái bảo cái bảy tu, năm pháp môn tu của giáo đoàn, năm pháp môn tu tiểu thừa, trung thừa, đại phật, niệm phật, niệm chú á, là cái này này sau cùng ông mới dạy cái pháp môn thiền tông này, không có tu mà chỉ con đường trở về Phật giới thôi. Phân tích, thân tích con người, trái đất, tam giới, Phật giới và càn khôn vũ trụ, cái căn bản của người tu theo đạo Phật nắm được yếu tố này. Đây là cái tinh, bởi vì cái này là cái gì, tinh hoa cái đạo Phật nằm ở chỗ này nè, nằm ở con người, sự thật con người, sự thật trái đất, tam giới nằm ở đâu, Phật giới nằm ở đâu, càn khôn vũ trụ như thế nào, đó tinh hoa đạo Phật nó nằm ở trong mấy cái điểm này, này. Con hiểu không? Con hiểu không? Con hỏi tiền. Dạ con xin hết. Kính thưa trưởng ban, thì con có hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là những vị mà cất chùa to, chùa lớn thì con thấy Phật tử đến đông lắm, thì con cho con hỏi thì lúc chết thì những vị này có được giải thoát không ạ? Những người cất chùa to đó thì nó có 4 cái loại. Nếu anh cất mà anh dạy người ta giác ngộ giải thoát đó, thì anh có công đức. Còn anh cất cái chùa to mà anh dạy người ta giảng sanh đó, là anh có phước đức dương.
Còn các cái chùa to mà dạy ta niệm Phật ở niệm câu thần chú á, thì có phước đức âm. Còn nếu mà cắt mà gieo rắc mê tín gì đó á, là ác đức 18 tầng địa ngục, anh muốn chọn cái nào chọn. Vậy làm sao con dòm vô cũng biết được người nào mà dạy giải thoát thầy? Chứ con đến đó con thấy người nào cũng càng bội còn bự còn to thì con không phân biệt được ạ. Giờ muốn biết người nào dạy giải thoát chứ gì? Dạ dễ ợ, thấy treo cái bản á, tôi chuyên dạy giải thoát chùa, tôi chuyên dạy giải thoát. Còn người nào không có thứ chữ này là đi hỏi ta thầy ở đây thầy dạy gì? Rõ ràng nếu mà các cái chùa mà để mà dạy giải thoát thì phải có bản đàng hoàng. Giống như anh mở cửa hàng anh bán vàng thì phải nó có vàng, bán chuyên bán vàng chứ mở cửa hàng mà anh không nói gì là tôi biết anh bán cái gì đập đó. Vậy mà con đi con kiếm đi, con đâu có thấy chỗ nào đừng ghi đâu thầy. Thì bây giờ ta mới đầu ta chuẩn quá rồi nè. Nếu anh cắt cái chùa, anh cắt chùa để làm cái gì anh phải nói. Bữa nay ta nói nè à, Đức Phật nói là công bố quyền ký ra là phải nói lại tất cả. Thứ nhất anh tu cái gì phải ghi cho rõ đó. Thứ hai anh vô thiền tông rồi mà anh sai thì bây giờ người ta chỉ anh phải sửa lại. Còn không sửa lại thì tự anh mở con đường đi đâu anh đi. Đó, bữa nay là cái bữa là quan trọng nhất đó. Trong khi từ khi cận quyền quyền ký được công bố ra, bữa nay gọi là chuẩn quá từ đầu tới cuối, cách 2562 năm và cũng cách 7 tháng công bố quyền ký từ vừa 14 tháng 5 tới nay, này tháng giêng phải không? 6-7 tháng vậy, này là chuẩn quá lợi cho những người tu thiền tông phải hiểu cái này. Còn anh, tôi có bổn phận tôi nói lại mà nghe không nghe thôi. Còn nếu đi ra ngoài mà xưng tôi Bồ Tát hay là thật cái gì tiền trị của ban tôi biết. Nhưng mà tôi bổn phận tôi phải nói là cho biết, đừng có lạm dụng cái thiền tông này. Rồi con hỏi thêm gì? Câu hỏi nãy con xin hỏi rõ thêm cái à, tại vì con, thứ nhất là giống như trưởng ban nói đó thì phải xem bản, nhưng mà con không thấy bản. Hỏi thì đa số con đến đó đa số là hỏi mấy thầy không chịu nói, thì mình những thầy đó mình cũng không phân biệt được để mình chỗ mình tu. Đạo Phật á, mình tu theo đạo Phật là phải tu bằng trí tuệ. Anh vô anh muốn tu bây giờ thưa thầy tôi muốn tu giải thoát à, thầy chỉ tôi không? Nó ở đây tu quá vậy tôi chưa muốn cúng đâu để đi ra. Chứ bây giờ nghe cái chùa ta chuyên môn cúng mà anh biểu vô giải thoát sao ta biết? Cái chùa ta chuyên môn niệm Phật để giảng sanh mà anh hỏi ta giải thoát sao ta biết? Vì thế mà cái bữa mà công bố quyền ký 26 câu nó có cái nói này nè. Đức Phật bảo là chùa tu cái gì phải ghi cho rõ ràng ở đấy. Có nghĩa là lời Đức Phật dạy mới có hiệu lực này mới có mấy tháng thôi. Còn mấy ngàn năm về trước á, không ai nghe ổng đâu. Ai cũng làm gì làm thì ổng mới nhờ mấy ông tổ truyền theo dòng thiền tông này. Để đến với bà Long Nữ này nè, bà nhận tập quyền ký rồi bà nhờ tôi. Chứ tôi là cũng là lính của bà thôi. Phổ biến ra Như Lai dạy vậy đó, con phải nói cho rõ. Còn ai nghe không nghe thôi, chứ được con đừng có nói người ta. Bởi vì sợ gì? Tôi công bố quyền ký, tôi xin phép đàng hoàng, giáo hội cũng chứng minh rồi, chính quyền cũng vậy. Bữa nay thì tôi nói là tôi trả lời bữa nay là tôi chuẩn quá lại cái đạo Phật. Là trong từ khi mà công bố quyền ký ra thôi, chứ không phải là từ trước đâu. Còn ví dụ giờ ta đang cắt cái chùa ta tụng, thì kể người ta, ta niệm kể người ta, ta cúng kệ ta, chứ mình đâu có ai đâu. Mà nên nhớ rằng cái tụng này trong đạo Phật không có, mà cái cúng này là bên đình á. Cúng một là cúng đình, hai cúng miễu, hai cái chỗ này có cúng thôi. Còn đạo Phật đâu có cúng. Đạo Phật mà gọi tinh hoa đạo Phật không thể cúng được. Tinh hoa đạo Phật mà nó cúng mà tinh hoa cái gì? Nó hiểu cái chỗ đó, mình một môn đồ của Đức Phật phải hiểu cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con có câu thứ hai. Hồi nãy là con đến nói tất chùa, bây giờ con nói những cái thầy dạy, thì con thấy là các thầy giảng đạo mà con nghe là say mê lắm. Con thấy nhiều người đến nghe, rồi đồng thời họ đi nước ngoài nhiều lắm. Thì những vị thầy này sau khi chết cũng có được giải thoát không ạ? Những thầy mà nói người ta mê đó hoàn toàn không giải thoát.
đi nước ngoài để đi kiếm tiền thôi. Chứ sự thật mình chưa biết giải thoát mà mình đi ra nước ngoài mình nói. Bởi vì nước ngoài á, người ta cái trí người ta khôn lắm. Nó hỏi mình mà trả lời không được rồi sao đây? Mang một danh một giảng sư đi nước này nước kia giảng mà ta hỏi về đạo Phật không biết, nói tầm bậy tầm bạ là sao? Đức Phật bảo nếu muốn đi ra nước ngoài được chứ phải không, nhưng mà người ta hỏi tới đâu phải trả lời tới đó. Còn người ta hỏi một đàng trả lời một nẻo thì ra ngoài làm gì? Để đi mới kiếm danh kiếm tiền chứ có làm gì mà làm sao giải thoát nữa. Xin lỗi anh, ra ngoài anh về mai mốt anh vô rừng nữa làm thực vật á. Rồi anh hỏi tiếp đi. Con cảm ơn thầy. Thưa Việt chủ, ban quản trị chùa Tân Diệu và quý Phật tử, con xin đặt câu hỏi. Ngày xưa thì theo kinh điển ngày xưa để lại thì những người bình thường phải niêm mật hạ thủ công phu để tu giác ngộ được, đồng thời cũng phải tu ba A Tăng kỳ kiếp như Đức Phật mới được giải thoát. Còn bây giờ ở đây Thiền Tông thì ghi dạy là không được dụng công, không được dụng công, không được làm gì cả. Vậy sao giải thoát được? Con xin hết. Cái tu giải thoát này đó, khi Đức Phật mà truyền đi, ông không có dạy. Mà mới công bố ra này mới có mấy tháng thôi. Còn ngày xưa đó, người ta tu ba A Tăng kỳ kiếp là người ta gọi là tu mù. Tu vật lý mà, người ta chúi đầu vô trong vật lý. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, gọi là tu vật lý. Nó thành tựu từ trong cái đất này thôi. Ví dụ tiểu thừa thì tu thành A-la-hán, trung thừa thành giảng sư, đại thừa tinh tu làm kỹ sư nhà Phật, niệm Phật giảng sanh, niệm chú làm thần. Cái đó là cái nguyên tắc. Bây giờ Đức Phật mới cho ra đời cái pháp môn Thiền Tông để mà dẫn đi về Phật giới thì nó mới có cái này. Hồi xưa, bây giờ nói ngồi đây mà tu ba tăng kiếp, mười cái tăng kỳ kiếp cũng chưa giải thoát được, chứ ba cái thua gì. Yeah. Thì nói như vậy đó, con có đồng ý, không đồng ý hỏi tiếp. Bây giờ đó là mười ba tăng kỳ kiếp, và tôi nhân là 30 cái tăng kỳ kiếp cũng không giải thoát được nữa. Dạ, con xin cảm ơn. Kính thưa viện chủ, tôi là người mới tìm hiểu pháp môn Thiền Tông, mà tình cờ tôi coi trên mạng, tôi gặp cô Phạm Thị Yến, trưởng đạo tràng câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. Cổ có chê bai cái tập huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông là bịa đặt, và tôi muốn tìm ra được lẽ thật và lời dạy chân thật của Đức Phật. Bây giờ tôi trả lời vấn đề mà quyền ký bịa đặt của cô Phạm Thị Yến, trưởng đạo tràng Hoa Cúc Vàng ở tỉnh Quảng Ninh, chùa Ba Vàng, thì nói đúng là tập quyền ký bịa đặt rất đúng, 98% đúng, không có đủ 100%, cho ta 98% đúng, chứ không phải ít đâu. Ngày xưa đó Đức Phật á, ông mới nói cái này á, thì trong khi mà trong pháp hội ông có trăm mấy chục người đó, mà cũng là 98 người chửi ông, nói ông dạy đạo tà. Thì trong này nó có một cái vị á, tên là Ma Lai Cái, đứng ra chửi Đức Phật nát luôn. Thì Đức Phật mới nói thế này nè, nói đó là tại vì những cái cô cái hồi đó đó, người ta cái mấy cô này ta chuyên môn cúng. Nhưng mà ông nói bằng sự thật là nó phá cái này. Thì cái cô mà Đức Phật gọi là ma nữ á, ma nữ này mới phá chửi ông. Bởi ông nói kiểu này ông thì ma nữ hết cúng rồi. Thì ông nói là gì, thì khi mà chửi rồi đó, ma nữ là mới kêu bằng nguyện, thề nguyện cái ông á, tập quyền ký này mà đi đâu tôi đi theo phá đó. Thì Đức Phật có dạy cái người gọi là trong cái quyền ký của nó là khi nào mà cái quyền ký này mà công bố ra tại đất rồng á, của nước rồng á, thì người nào mà người nữ nào mang danh một loài chim, người đó sẽ chửi dữ lắm, nhưng mà không sao. Nhưng mà chính cái người nữ mà chửi này đó là vô tình
quảng bá cái pháp môn Thiền Tông này. Đó, thầy không sao. Bởi vì sao? Bởi vì cô Yến này là nằm trong cái dạng mà gọi là pháp môn, biết pháp môn Thiền Tông nó ra đời rồi, nó phá tất cả những cái mà cúng tụng cầu xin, thì cũng mới tức của nó vậy thôi. Chứ sự thật cũng không có. Nhưng mà về sau tôi sẽ nói cho cái vấn đề không. Cái này là cũng do ông Phật, ông khiến sao cái bà này tới mới chửi cái này, chứ không phải đơn giản đâu. Con hiểu không? Con hiểu, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa, nếu như mà cô Phạm Thị Yến mà cổ chứng minh được á, là cái lời nói của cổ là đúng, không giải thích được á, thì tức là đó là bịa đặt. Thì tôi nói là cái này là bịa đặt 98%. Đối với 100 người mà 98 người ta không chấp nhận thì ta chửi bịa đặt là đúng rồi. Mà chỉ có 2 người là công nhận thôi. Mà cái từ lúc đó đó mới kéo lên tới bây giờ, đời văn minh lên cao, người nào có trí tuệ sáng suốt người ta mới chấp nhận cái này. Còn tất cả những giờ tôi xin lỗi ở đây nè, ai mà cúng mà nghe cái vô cái này cũng chửi bịa đặt hết, chứ không phải mình cô Yến đâu. Người nào mà cúng tụng cầu xin lại lục ngồi thiền chửi cái này gọi là bịa đặt hết. Thành ra bây giờ tôi nói nè, nếu mà người nào mà nói là ở đây đấu chắc với tôi mà hỏi cái này bịa đặt, tôi sẽ trình bày cho coi. Còn bây giờ thôi, phạm vi của cô Yến, cái gì cô nói gì cô nói hết Yến đi, rồi chút xíu tôi sẽ nói cái chuyện này cho nghe. Thì theo con biết á, là cô Yến á, là cô đã tu được thành thần nữ. Mà nếu như á, mà cổ mà tìm ra được cái lẽ phải mà cổ vạch mặt ra cái ra công chúng á, thì lúc đó mình xấu hổ. Bây giờ thì bây giờ tôi nói là bây giờ nếu mà cô Yến muốn vô đây, nếu mà cô Yến muốn vô đây để mà nói chuyện này, hỏi tôi chuyện này, tôi sẽ hứa như thế này nè. Tôi cho tôi từ xe thành phố Hồ Chí Minh đưa lên đây, cũng muốn đi bao nhiêu cũng được, lên đây tôi bao ăn trưa đàng hoàng. Cổ mà hỏi tôi mà không có trả lời được á, tôi đốt hết cái tiền bè mấy chục ngàn cái quyển quyền ký này, tôi đốt hết. Và đồng thời tôi thưởng cổ 10 triệu. Tôi nói thật, 10 triệu tiền Việt Nam á, chứ không phải tiền Mỹ đâu nha. Đó, nếu mà cổ là thành thần, thành thánh rồi, tôi không biết lên đây đâu chắc với tôi. Tôi thua, tôi hoàn toàn tôi đốt. Và đồng thời tôi nói chỉ là tôi gỡ bản Thiền Tông luôn. Nếu mà cổ á, tôi hỏi mà trả lời không được á, thì tôi yêu cầu cổ chỉ cần xin rút lại lời chia bài này thôi. Còn rút lại cái nghi lễ mà rút như thế nào là ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu quyết định, chứ không phải tôi. Đó, nên nhớ rằng, còn nếu mà cổ muốn đến đây chấp chấn cái gì, kể cả mời tất cả cái sư phụ của cô Yến đến cũng được nè. Chứ đến đây tôi tổ chức một cuộc đấu chất rõ ràng. Tôi mời cả luật sư, công chứng viên và chính quyền đến để chứng minh cái cuộc này, chứng kiến cái chuyện này. Cái phần của Yến còn gì nữa con có nói luôn đi. Dạ, nếu mà nói như viện chủ vậy thì cô Phạm Thị Yến mà nói sai thì cổ có bị tội gì không ạ? Nếu cô Yến cái này nó đúng ra cổ chỉ nói vậy, chứ còn cái đối với cái sai của cô Yến rất nhỏ. Tôi nói thiệt á, khi mà trên mạng thiền tông.com mà cô Yến nói là cái chùa Tân Diệu ở Long An á là có quyền ký là bia đặt. Nhưng mà cổ có cái lời nói như vậy nè, nó rất hay. Tại sao quyền ký bịa đặt mà có 32.000 người theo cái này? Vì thế mà trên cái mạng nghe đó, những người hiếu kỳ người ta đến cái chùa này. Tại sao mà bịa đặt mà ta đến đông quá vậy? Thì trong đó, đó theo cái ban kiểm thiền có báo cáo cho tôi biết đó, là nhờ cô Yến nói thế này mà 50 người được cấp yếu chỉ Thiền Tông, 6 người được truyền bí mật Thiền Tông tại cái chùa này. Còn hiện giờ làm đơn xin đó, để cấp yếu chỉ Thiền Tông là 100+ người rồi, còn truyền thiền 10+ người. Thì tôi nói thật á, là cô Yến á, tuy cổ chửi nhưng mà vô tình cổ tạo công đức quá lớn đi. Tôi nói thiệt, ngày xưa Đức Phật Thích Ca đầu tiên mà mở ra nói chuyện này chỉ độ 9 người là anh em Thiều Trần Như với 4 người bạn đồng tu.
Mặc suốt 49 năm dạy đạo của Đức Phật Thích Ca chỉ độ được có 15 người thôi. Còn cô Yến chỉ cần phớt đưa tay lên và nói có mấy câu mà chỉ độ gấp 40 lần ông Thích Ca, tạo công đức gấp 40 lần ông Thích Ca, thì cái số công đức của Yến quá lớn đi. Tôi nói thật, một người mà về Phật giới á, chỉ cần 5-7 người được rồi, mà cô Yến á, bây giờ số công đức quá lớn đối với cái nhân quả thế giới này. Nếu mà cô Yến biết sử dụng cái công đức này này, cô về Phật giới rất dễ dàng. Tôi bảo đảm chưa, trên từ khi mà Đức Phật Thích Ca nói về cái quyền ký này, chưa ai tạo công đức bằng cô Yến hết, chỉ một lời nói. Thành ra tôi, nếu mà trong tất cả những người mà đây ai mà có điều kiện cho cô Yến nói đi, sẽ độ được, độ vấn đề mà cứu độ người ta thì ngộ thiền rất dễ dàng. Bên cô Yến là nắm cái đạo tràng tới mấy trăm người mà cổ đứng cổ nói phản bác lại, nhưng mà nói trên mấy trăm người người ta nghe. Ủa tại sao mà ta đến cái chùa này, cái chùa này kêu mà bia đặt, mà tại sao mà đông người vậy? Thì người ta mới kêu mà hiếu kỳ ta đến. Thế tự nhiên người ta cô Yến có công đức. Thì cái này thì nói cho con nghe thôi, thì tại con hỏi mới nói, chứ sự thật chừng nào cô Yến cô biết cái này vô đây tôi chỉ cách cho. Rồi con hỏi thêm đi. Dạ, nếu mà theo con vậy, sao viện chủ không gặp trực tiếp với cô Yến, hai người đối chất cho nó ra lẽ, để những người tu như chúng con không bị hoang mang? Bây giờ sẵn cái của bữa họp hôm nay, bữa trả lời hôm nay, bởi vì cô Yến muốn vô đây, tôi bao xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây, và tôi kêu bằng xe trở lại, rồi tất cả những người trong thành viên đi á, bao nhiêu người tôi cho mỗi người 1 triệu bạc. Tôi nói thật, từ thành phố Hồ Chí Minh này, cô đi muốn đi mấy người đi, cứ một người tôi cho 1 triệu, mà vô đây phải báo cho cái ban quản trị để nó tổ chức một cuộc tiếp đón đàng hoàng, rồi còn một chấp vấn đàng hoàng. Nếu mà cô Yến hỏi tôi mà tôi không trả lời được thì tôi hứa là tôi trốn quyền ký, và tôi sẽ thưởng cô Yến 10 triệu luôn. Cá nhân cô Yến tôi thưởng cô 10 triệu. Còn nếu mà tôi hỏi là cô Yến mà cô không trả lời được á, thì tôi chỉ cần yêu cầu nhẹ cô Yến như thế này thôi: rút lại cái lời chê bai cái tập quyền ký này. Đơn giản, vì sao tôi yêu cầu cô Yến phải rút lại cái này? Là vì theo cái luật nhân quả đó, theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có nói: người mà chửi Đức Phật tội không bằng, chê bai tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông. Vì cái chỗ đó mà tôi muốn cô Yến, nếu mà có công đức mà không biết xài thôi, nếu biết xài thì nên nhớ đây, thì nên rút lại. Để chi? Thì nên mình có công đức giờ đâu đâu cần người tạo gì nữa đâu, thì mình bây giờ tìm cái cách công thức trở về Phật giới, tìm mấy cái ông mà gọi là tu hành đắc đạo á, mấy ông gọi mấy ông thầy giỏi á, nhờ ông chỉ đường về, chứ sự đây chùa nào có chỉ. Thì bây giờ nếu mà nói tại sao mà giữa cô Yến không ấy, thì mời cô Yến vô tôi sẽ lo hết ăn uống xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây và ngược lại. Còn cái vấn đề mà cô ở ngoài Quảng Ninh mà vô đây thì sao phương tiện dịch đi vậy, thì cô Yến lo. Nếu mà thấy chắc ăn là ăn thắng thì vô đây lấy 10 triệu về cũng phải tốn tiền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi con được không ạ? Cảm ơn viện chủ. Kính thưa viện chủ, thầy của tôi là tu 60 năm mà không có dám cho ai hỏi tự do. Vậy hỏi viện chủ đã thành Phật chưa mà dám cho tất cả mọi người hỏi tự do? Tôi thì không có tu hành cái gì rồi. Tôi là thiền sư Đức Thảo giao tôi cái tập quyền ký Đức Phật truyền theo giờ thiền tông, bảo con thì công bố ra và đồng thời giải đáp cho người ta. Vì tôi nắm được cái căn bản này tôi mới dám, chứ nếu mà tôi không có tập quyền ký thôi tôi cũng đi lại xói đầu luôn. Thì bây giờ tại vì còn nếu mà ông thầy của anh mà ông hiểu cái căn bản này thì ông đâu dám nói. Bây giờ tôi nói tôi nắm được cái căn bản cái quyền ký này,
tôi mới cho hỏi tự do. Mà tôi nói thiệt à, hỏi tự do bất cứ hỏi cái gì về trong cái thiền tông này tôi sẽ nói hết cho nghe. Nếu tôi trả lời không được, tôi cho anh mua 20 lít xăng vô cái chùa này. Nói thật. Bởi vì tại sao tôi nắm được cái căn bản này, và tôi đã theo dõi mấy chục năm rồi, tôi biết ai nói gì tôi biết rồi. Không đúng là với cái lời của Đức Phật dạy về giác ngộ giải thoát. Bây giờ là tất cả đi tất cả các chùa, có cái chùa nào dạy giác ngộ giải thoát không? Hoàn toàn không nói, không có ghi một cái chữ này. Mà chiên lịch thế vô thì một là cúng. Tôi nói tôi rất buồn một cái chuyện này. Ông Trần Nhân Tông đó, ông cất cái chùa, cái am ở trên núi Yên Tử, không có một cọng nhang, mà bây giờ ra Yên Tử đốt nhang minh trời luôn. Đó mình thấy, mình bây giờ nói để rồi chuẩn quá lại, để cho dân tộc Việt Nam mình nên người nào cũng nghĩa là cũng là khôn ngoan hết, đừng có làm những cái chuyện mê tín gì đó. Ý là cái chùa Tiệt Dầu là muốn cái nhiệm vụ này, chứ không ham gì cái vụ này đâu. Nhưng mà nói ra thì nhiều người đó sẽ bị tổn hại người ta, thì người ta sẽ ghét, chắc chắn là người ta sẽ ghét. Nhưng mà cái nhiệm vụ của mình tôi phải nói thôi. Còn ví dụ thầy ấy, thì tôi nói giờ tu 100 năm mà không biết cái này cũng không dám cho nói, chứ đừng có nói 60. Rồi thắc mắc hỏi tiếp đi. Cảm ơn nhiệm vụ. Thưa nhiệm chủ, tôi là Nguyễn Nhân Lan, tôi ở tại Long An. Bạn của tôi thì có ở bên Mỹ, là người ở bên Mỹ nhưng gốc Việt ở Việt Nam, tức là ở Nghệ An, làm việc tại New York. Có nhờ tôi hỏi viện chủ như sau. Nghe viện chủ trả lời trên mạng Thiền Tông Tân Diệu, những câu hỏi nào viện chủ cũng trả lời chắc không, là như vậy. Nhưng hiện nay có những vị tiến sĩ Phật học, những vị giảng sư đạo Phật và những hòa thượng, kể như cả như Việt Nam đã qua Mỹ giảng đạo, thì các vị có tuyên bố như sau. Một là các vị đó nói là đạo Phật là đạo trí tuệ. Hai nói đạo Phật là đạo khoa học. Ba, đạo Phật là đạo biết trước và rất lâu về cái sự khoa học, tức là biết trước những cái vị tiến sĩ nữa. Đó, thành ra các vị hòa thượng này nói như vậy đó. Mà các vị tiến sĩ ở bên Mỹ và các vị ở bên Tây có tìm hiểu và hỏi đến những vị đó những câu hỏi cũng như giống như là mình hỏi ở đây ở Thiền Tông đó. giống như vậy, tức là hỏi tam giới là gì, xin trình bày rõ ràng. Nhưng các vị đó không có trả lời nó thâm sâu gì hết. Hoặc là hỏi tánh Phật là gì, xin phân tích thượng lý, thì các vị đó cũng trả lời dòng do. Ba, hỏi đạo Phật chiên dạy giác ngộ, vậy giác ngộ là chi, cũng không hiểu. Rồi bốn là dò hỏi vậy chứ chiên dạy giải thoát, vậy chứ giải thoát là đi về đâu, mà các vị đó lại là nói dòng do. Mà ta xưng mình là giảng sư nè, là hòa thượng đúng không ạ? Kể cả ở Việt Nam cũng có những người nói như vậy. Thành ra bạn của tôi muốn hỏi thật là cho rõ ràng. Coi như đây nghe nói là Thiền Tông thì cũng có giải thích, thì xin viện chủ giải thích. Nhưng mà cái câu hỏi này rất dài, muốn đọc tiếp hay là viện chủ chỉ giải thích như đây rồi tôi đọc tiếp. Câu hỏi của anh nó dài quá. Bây giờ bạn anh là hiện tại là đang sống ở Mỹ hả? Ở Mỹ là coi là ông này là ông là ông Mai Quốc Bình ở luôn làm việc ở bên Mỹ á. Là Phật tử hay đi chùa ở bên đó hay là ông là tiến sĩ Phật học. Ông là tiến sĩ. Bây giờ cái ý cái này đó là muốn thì sao? Cái ý của ông học tiến sĩ này muốn thì sao? Ông phải đúng ra những cái câu này á, ví dụ như ông nói là ông chỉ đi hỏi các chùa hay không, tức là tam giới là gì, nhưng các chùa đó nói cũng không có đúng. Mà trong quyền ký ông nói là tánh Phật ra sao cũng nói, còn không giống cái quyền ký nữa, ông nói toàn ở đâu không á. Nhưng mà nếu để tôi đọc hết cái khúc này nữa thì xin quý vị cho tôi đọc hết thì nó mới dễ hiểu hơn. Tức là cũng như là ở các chùa này á, ở khắp thế giới thì ông đi tới, ở Việt Nam cũng vậy thôi, chùa nào cũng có là một là tụng kinh,
đó. Có chùa thì tụng kinh, có chùa thì chuyên môn cúng, và có chùa chuyên môn lại. Dạ. Thế mà dám tuyên bố đạo Phật là đạo dám đối đầu với khoa học, là đi trước khoa học, thực sự có nực cười hay không? Ví dụ chuyên môn là tụng kinh đó, và chuyên môn là lại luật đó. Vậy thì có nên sửa các chùa này lại cái tên là chùa tụng hay không, hay chùa cúng hay không, hay là chùa cái chuyên môn dạy là coi như là như vậy đó, mà có xin sửa lại cái những cái tên đó không? Ý là những người tiến sĩ này nói sao nó không giống với cái quyền ký đó, là phải sửa lại hay không đó. Và thật tình như vậy á, thì bạn tôi á, là người gốc Việt thiệt, nhưng mà người quốc tịch Mỹ, nghe những tiến sĩ này nói á, như vậy á, nên rất hổ thẹn, nên có nhờ tôi đến đây hỏi hai phần là mọi như vậy không? Một á, là trả lời những câu hỏi của những vị tiến sĩ nói trên đó được không? Hai á, là dám thầy dám đứng ra đối chất với những vị tiến sĩ này không? Bạn tôi á, là tiến sĩ Mai Đức Bình á, đứng ra sẵn sàng á, là phiên dịch thông dịch cho thầy đó, xin thầy cho biết. Thì xin cảm ơn. Tất nhiên là muốn tất cả những bạn của Quan á, là bạn anh gì Lê Mai Quốc Bình nữa không, đứng ra để mà thông dịch tôi trả lời cho mấy vị đó. Rồi nói đúng ra đó, mà hiện giờ cái chùa này á, nó thuộc về nằm ở trong cái thôn quê, mà nó thuộc về chùa ấp chùa xã, chứ không phải là nằm ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh đâu. Nhưng mà bây giờ á, thì các ở đây thì tất cả như quý vị ở đây biết á, thì người Việt Nam trong lối xóm thì tôi mới trả lời, còn hoặc là người Việt Nam ở trong nước thôi, chứ còn người nước ngoài muốn tôi trả lời thì cái, những cái câu hỏi mà bạn anh đưa ra đối với tôi rất dễ, không gì khó khăn hết. Giờ muốn tôi trả lời cho mấy người này gọi là người ngoại quốc á, thì hãy vô Việt Nam xin chính phủ Việt Nam cấp phép đồng ý cho tôi mấy vị đó đó đến chùa này hỏi, thì có sự giám sát của chính quyền tôi sẽ trả lời. Giờ nhờ anh nói với mấy vị đó đó, muốn tôi trả lời tôi sẵn sàng, dưới điều kiện phải xin phép chính quyền, chính phủ cho tôi mới dám làm. Chứ bây giờ tự nhiên mà nếu mà xin cho phép đàng hoàng thì cái ngày nào hỏi thì phải tôi sẽ tổ chức rằng có chính quyền giám sát, chứ không phải đây là mình là người Việt Nam thì nói cho Việt Nam gì cũng được ha. Còn mà với người nước ngoài thì thôi, mình phải tôn trọng luật pháp của Việt Nam. Tiếp chuyện nước ngoài thì Bộ Ngoại giao lo, Bộ Ngoại giáo dục ta lo, hay là ban tôn giáo chính phủ lo, chứ còn ở đây thì tôi không được thẩm quyền ở đây. Nhưng mà nếu bạn anh nói em ơi, bạn anh xin được phép đi, cứ về đây báo cho tôi biết, tôi sẽ đứng tổ chức một cuộc giải đáp đàng hoàng. Rồi anh có thỏa mãn không? Thỏa mãn ý nói là như vậy nè, tức là nói thiền tông mình á, thiền tông ở đây á nói thì nó khác với cái những cái vị như là tiến sĩ và những giáo sư, những hòa thượng á, sao lại nói là tánh Phật là gì mà hỏi thì không giống như thiền tông ở đây. Ví dụ vậy là muốn đối chất lợi á, tức là ý là muốn phiên dịch lại, tức là về đây để mà đối chất là những cái câu đó phải như vậy hay không, phải là Phật tánh là như vậy, hay là cái bên vật lý nó nói là như vậy thôi, không có đúng bên nào đúng và sai đó. Ý là vậy đó, thành ra những cái chùa cũng như đó, sao nói dạy giải thoát mà sẽ được cúng, nhưng nói dạy giác ngộ sao lại tụng. Ý là như vậy đó, những ông này ông muốn là nói thẳng ra cho nó đúng cái chỗ này, thấy không? Bây giờ tu Phật bây giờ đây để dạy thì không cúng tụng, nhưng mà bên những chùa bên đó thì dạy là cúng rồi tụng rồi cầu xin đó. Thành ra ý là nó muốn là đối chất lợi với diện chủ đó. Thành ra ông muốn là phải chuẩn lợi thì sao đó, chứ giờ nói hai ba bên không hiểu được bên nào đúng bên nào sai từ chỗ đó. Thì bữa nay đây là ta chuẩn quá lại đó, tu cái gì ta phải nói cho rõ. Ví dụ tiêu thừa để thành được cái gì ta nói cho nghe, tu niệm Phật thành cái gì ta nói cho nghe. Còn vấn đề mà những câu hỏi mà quý vị ở nước ngoài hỏi á, vô đây thì tôi cũng trả lời bằng tiếng Việt, nhưng mà có bạn anh là Mai Quốc Bình á, làm thông Việt thì tu rất tốt. Nhưng mà nên nhớ rằng
ở đây mình trả lời bằng tiếng Việt. Mà hôm nay cái này là từ khi quyền ký được công bố ra, bữa nay mới là nói ra rõ ràng để mà chuẩn lại. Chứ không phải là mình tu đạo Phật mà ta hỏi giác ngộ gì không biết thì làm sao là môn đồ của đạo Phật được. Thấy không? Giải thoát, đạo Phật giác ngộ giải thoát mà anh không biết. Thôi thì giải ra cái gì? Thôi thì giờ vậy đi. Bây giờ xin viện chủ trả lời luôn những trong câu hỏi này đi, cho ví dụ như cũng có người biết nhưng mà ở nước ngoài người ta chưa có biết, ví dụ như là tôi có ghi âm lại ví dụ vậy không? Đó là viện chủ có trả lời là tam giới là gì, xin trình bày rõ ràng. Đó. Cái tam giới thì trong cái bản đồ nó đã có rồi, trong quyền ký nó nói rất rõ rồi. Tam là ba giới, là ba cái giới hạn, vòng một, vòng hai, vòng ba. Còn cái tam giới Đức Phật gọi là ở trời dục giới, trời hữu sắc, ở trời vô sắc, đó là ba cái giới của cõi trời gọi là tam giới. Còn mình ở đây gọi là thế giới, gọi là địa cầu. Cái tam giới là nói về cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó là cái chỗ đó đó. Còn mình đây thuộc về cái địa cầu, nó nằm, nhưng mà nằm địa cầu nó nằm trong tam giới. Địa cầu nó thuộc về vòng một, cõi trời dục giới dùng 2, hữu sắc dùng 3, vô sắc dùng 4, dùng 5 là dùng bảo vệ tam giới. Cái tam giới nó là như vậy đó. Nhưng mà mỗi một cái dùng nó tổ chức riêng. Tôi nếu ở đây anh xin cái bản tam giới ta giải rất rõ ràng trong đó, trong cái quyển số 10 cũng nói rất rõ. Thì cái này thì nói đúng là ngồi đây là chỉ giải đáp thì vậy là chuẩn quá thôi, chứ còn mà muốn tìm hiểu sâu á thì nên nói với ban quản trị tặng cho một cái bản đồ tam giới, trong đó ta nói rất rõ. Thì thông qua là như vậy đi, thì bởi vì bạn tôi có hỏi thì tôi phải hỏi thôi chứ. Và xin viện chủ trả lời câu thứ hai là tánh Phật là gì, xin phân tích cho thượng lý. Ông Phật thì không có cái tánh Phật, thì mình nói thì nói cho hết. Là cái ý, trong cái ý nó có bốn thứ: thấy, nghe, nói, biết. Cái đó là cái ý. Cái điện từ quang nó bao cái ý này lại, đó là cái tánh Phật. Nó gồm, tánh Phật nó gồm ý, thấy, nghe, nói, biết, đó là cái tánh Phật. Mà nó nằm ở trong cái thanh tịnh á. Còn sở dĩ nó vô đây nó mượn cái tánh người là nó quay theo quy luật nhân quả. Thành ra cái tánh người nó tưởng sao thì cái ý nó phải làm vậy, ý tánh Phật phải làm vậy. Cái đó là cái nguyên tắc đó, đó. Thành ra bây giờ cái này nó thuộc gì sâu xa rồi, thì nên nghiên cứu. Là tôi đang chuẩn bị xuất bản cái quyển số 9 á, tái bản lại tôi sẽ nói rất rõ. Trong vòng một tháng nữa anh đến chùa thì anh em phải tặng cho một cái quyển số 9 đặc biệt mới là ha. Những lần trước nói không rõ lắm, bởi vì sao đưa lên nhà xuất bản nó gạt hết cái đường sửa luôn. Thành ra bây giờ tôi thì có thể là tôi xin, bây giờ bị hồn mình mới sinh ra cái này không ai biết đâu, nó đúng nó khác hẳn lại với cái thế giới vật lý mà. Thành ra bây giờ có thể từ đây 2-3 tháng sau thì tôi sẽ nói, bởi vì bữa nay bắt đầu chuẩn quá, lời lời của Đức Phật dạy thì tất cả đều chuẩn quá là hết. Thì thôi anh cứ yếu về cái đạo Phật thì phải bắt đầu hiểu từ cái quyển số 9. Nó có hai cái quyển, số 9 và số 10. Đó, đạo Phật nó nằm gọn trong hai này. Tinh hoa đạo Phật nó nằm ở chỗ này, nằm quyển số 9 và số 10. Cái này thì bạn tôi hỏi ở bên Mỹ, hỏi ra cho nhiều người đấy mà hiểu, chứ giờ nó có khi ta không hiểu cái chỗ này. Giờ hỏi là đạo Phật nó chuyên dạy giác ngộ, dạy giác ngộ là gì? Chữ giác ngộ là tiếng Trung Quốc, chứ mình là hiểu biết. Chứ mình là hiểu biết, hiểu biết gì? Hiểu từ con người, trái đất, vạn vật, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, mà nó từng chi ly luôn. Giác ngộ là giác ngộ vậy á. Đạo Phật đó, tinh hoa đạo Phật, giác ngộ là giác ngộ con chỗ này nè. Thì hiểu biết con người mình tại sao mà có, rồi con người mới nó luân hồi như thế nào, rồi tại sao mới trở về Phật giới được. Đây là trong cái quyển số 9 tôi đã nói rất rõ cái phần này. Chính ông Thích Ca mới kể lại cái cuộc đời của ông đó. Vào đây là 7,8,9,90,000 năm gì đó. Ông tính ra đó thì
Có nghĩa là ổng ở trong trái đất này gần 8.000 ông Phật ra đời, ổng mới trở về Phật giới được. Đạo Phật chuyên dạy giải thoát. Vậy giải thoát là gì? Giải thoát là như thế nào? Giải là đi ra ngoài. Giải là bởi vì người ta làm cái chữ giải thoát, người ta đã tưởng tôi ngồi tu tôi giải thoát, với tôi không giải thoát được. Giải thoát của ngài là tìm con đường đi ra ngoài trái đất này, đi ra ngoài quy luật nhân quả của trái đất này, ra khỏi tam giới luôn mới gọi là giải thoát. Nhưng mà cái giải thoát này chỉ có quyền ký Đức Phật mới nói ra thôi. Ngoài quyền ký Đức Phật không nói cái gì. Không, từ 12 bộ kinh đại thừa, mấy chục quyển kinh tiểu thừa hoàn toàn không nói cái này. Ha. Chỉ có cái thiền tông này mới nói chỉ con đường giải thoát thôi. Giải thoát là đi ra ngoài khỏi quy luật nhân quả luân hồi của trái đất và tam giới này gọi là giải thoát. Nó trả lời ngắn gọn cho anh hiểu không? Dạ hiểu. Vậy thì ví dụ như giờ những cái chùa mà chuyên môn cúng tụng có nói giải thoát được không? Cúng tụng mà đi cầu lại người ta, mình ông mình đó, ai cũng có cái tánh Phật mà cúng là ông thần, thì mình cúng cho ông thần ăn, mình Phật đi phục tùng ông thần thì làm sao giải thoát được? Vậy là nếu sửa lại là cái chùa đó để cái gì? Ví dụ như vậy. Bây giờ tôi đã nói rồi, câu quyển số 11 ông Trần Nhân Tông nói rồi, về đọc nghiên cứu của ông Trần Nhân Tông lại đi. Ông Trần Nhân Tông ổng dạy rất rõ phần này, thì tôi sưu tầm tôi biết tôi viết ra rất rất rõ rồi. Thế thì muốn tu đạo Phật á thì tìm cái quyển số 11 của Trần Nhân Tông dạy con về tín ngưỡng. Thôi vậy thì xin cảm ơn thầy, tôi đã hiểu rồi. Dạ kính thưa viện chủ. Dạ kính thưa ban quản trị. Dạ kính chào mấy vị có mặt tham dự buổi vấn đáp hôm nay. Thưa viện chủ, tôi tên là Ngô Thành. Tôi muốn tham dự cái vấn đáp ba câu hỏi. Nhưng mà trước khi tôi mới hỏi ba câu hỏi, tôi chịu trách nhiệm cái câu hỏi của tôi. Riêng viện chủ có chịu trách nhiệm cái câu trả lời của mình hay không ạ? Đương nhiên rồi, tôi tổ chức bữa nay là tôi chịu trách nhiệm ha. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của nhà nước. Tại sao tôi hỏi vậy? Vừa rồi tôi có tham gia vấn đáp, nhiều người đã gọi điện thoại trực tiếp chửi tôi mà lôi kéo cũng nhiều đó, nên là tôi đặt ra câu hỏi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cái câu hỏi của tôi. Vậy tôi xin hỏi cái ý thứ nhất, nếu mà cái ý thứ nhất á viện chủ trả lời thấy thuận lý thì tôi hỏi tiếp, còn không thì thôi tôi xin đi ra. Mời anh ơi. Nghe nói viện chủ đòi chuẩn hóa lại đạo Phật, vậy viện chủ tính chuẩn hóa như thế nào? Vấn đề chuẩn hóa, tôi nắm được quyền ký Đức Phật thì Đức Phật có dạy thế này nè: đời mạt thượng pháp, người nào mà nắm được tập quyền ký của Đức Phật khi cúng bố ra rồi thì phải nói là chữ chuẩn hóa là cho nó qua, chứ sự thật là chỉnh sửa lại, nghe không? Bây giờ chùa Như Lai dạy chùa tu tiểu thừa là dụng công tu để thành A-la-hán là cao tột, chùa tu tịnh độ để giảng sanh lên nước A-di-đà, nước cực lạc sống, tu trung thừa là lý luận để làm giảng sư, tu đại thừa và làm kỹ sư nhà Phật, niệm Phật giảng sanh niệm chú để thành thần. Nếu mà chùa nào tu mà không để bản hiệu rõ ràng thì tập quyền ký đã nói rồi là nên chuẩn hóa lại. Như Lai không có cấm tu theo đạo Phật, tu cái gì thì phải ghi rõ ràng cái đấy. Giống như thế gian, anh làm cái nghề gì phải treo cái bảng đàng hoàng, chứ không phải mà ngồi đây
kêu bằng thế gian người ta nó ngồi treo đồ dê bắn thịt chó không được. Anh tu cái gì thì được, anh muốn tu tịnh độ thì ghi chùa tu tịnh độ, mục đích là gì? Giảng sanh lên nước cực lạc để hưởng sung sướng. Chuẩn quá là chuẩn quá cái này. Vậy tôi nắm được quyền ký Đức Phật dạy tôi mà quyền ký này hai nhà xuất bản cho phép chứ không phải một đâu. Nhà xuất bản tôn giáo rồi của văn phòng thủ tướng, ở nhà xuất bản Luật Hồng Đức của Hội Luật Gia Việt Nam, hai nhà xuất bản này gọi là dẫn đầu trong xuất bản của ngành xuất bản Việt Nam đó. Tôi chuẩn quá là chuẩn quá cái này. Chùa là phào Phật, không có cúng cúng ở đình á, còn nếu mà cúng có hồn ở ra miếu á, trong này thì hoàn toàn nó giải thích về con người ta tu đạo Phật. Vì sao? Đạo Phật là cái tinh hoa của nhân loại chứ không phải của Việt Nam mình đâu không. Bây giờ đạo Phật đem vô làm tầm bậy thì tôi phải nói lại, mà nói này là trong cái quyền ký Đức Phật nói tôi phải nói lại đó. Nhưng mà không phải tôi trực tiếp gặp Đức Phật Thích Ca đâu, mà Thiền Sư Ni Đức Thảo đó, con giữ cái này rồi con viết lại, viết sách rồi con nói lại cho người ta nghe. Khi nào công bố ra con phải chuẩn quá lại đó, là tôi có nhiệm vụ này. Còn nếu mà tôi chuẩn quá mà nói ai tôi nói sai thì cứ mời lại đây đấu tranh. Nếu mà tôi thua muốn phạt tôi cái gì cũng được. Còn nếu mà trả lời không được thì tôi cũng không yêu cầu gì, thì đề nghị là mình tu cái gì nói cái nấy, chứ đừng có nói giờ tôi bây giờ tôi mật chú mà bị giải thoát giải cái gì, tôi đi làm thần mà giải cái gì, còn tu tịnh độ lên nước cực lạc hưởng sung sướng mà lên nó giải cái gì. Giống như anh đi du lịch qua Mỹ mà nói làm sao giải thoát, qua bển đi chơi hết rồi phải trở về, ở đâu cũng vậy thôi. Đó là cái số 1. Anh hỏi câu số 2 đi. Rồi, nếu chưa thỏa mãn thì tiếp tục hỏi, còn mấy hỏi câu thứ 2. Tôi hiểu rồi. Xin phép hỏi câu thứ 2 Như vậy hiện nay người tu theo đạo Phật sai hết sao? Cái này sai thì ra tôi nói rồi, đạo Phật là giác ngộ giải thoát thì phải cố gắng học cho hiểu rồi dạy người ta. Chứ đạo Phật đâu có cúng, đâu có tụng, đâu có cầu xin ai trên thế đất này. Thì tôi nói là ông thần thế đất này là về tâm linh, mà ông lễ xin ông thần. Còn Thích Ca ở Phật giới á, thì ông đâu ngồi trong này xin. Còn nếu mà nói về ông A Di Đà ở trên nước tịnh độ, giữa cái tam giới á, cái điện từ âm dương mà nó cuốn hút của cái tâm, cái trái đất này nó khác, cái tần số nó nặng hơn, còn đi ra tần số 2 nó nhẹ hơn, nó nhẹ lên từ từ. Bởi vì mỗi người có cái tần số giống như mình ở đây, hít thở không khí không thể chui xuống biển sống được. Nước sông biển là do cái cáp đựng nó khác. Nhưng mà cũng nói cho biết thì tôi có nhiệm vụ nói ra thôi, chứ còn sự thật ai nghe không nghe thôi. Nhưng mà nếu mà mình tu muốn kiếm tiền thì cái các chùa ra mình kiếm, còn muốn tụng kinh đưa đi đám hay làm gì thì cái đó là cái nghề được Đức Phật cho, cho nên cái nghề sinh sống của người ta. Thì anh muốn cúng tụng cầu xin làm gì cái chuyện của mình. Còn nếu muốn giác ngộ giải thoát cho đây, nhiều ngày bản tôi đã nói rồi, chùa chuyên môn dạy giải thoát, trên chánh điện chuyên tu theo thiền tông cốt để thành Phật. Tôi nói rõ ràng đây là cái cương lĩnh của cái chùa chứ không phải nói suông. Nếu mà ai không tin thì cứ đến đây hỏi. Rồi mời hỏi tiếp đi. Mình xin hỏi ý thứ 3. Vậy viện chủ lấy tư cách gì để mà chuẩn hóa lại? Tôi thiết nghĩ rằng nhé, tôn sư hòa thượng, không, tiến sĩ Phật học, họ có bằng cấp bên Ấn Độ, bên Nhật Bản, rồi viện chủ đòi chuẩn hóa lại, mấy vị đó có chấp nhận hay không? Đây là tôi đọc trong quyền ký tôi nói ra, chứ tôi đâu có học hành gì tiến sĩ đâu. Còn cái chuyện mà người ta học ở thế gian này, bởi vì Đức Phật nói thế gian học này gọi là học thức, học để biết. Còn cái mà cái thiền tông này nó không có học mà sử dụng. Mà trong đạo Phật mình thường thường sử dụng là cái vô sư trí đó. Cái trí này không phải là một ông thầy dạy, mà cái trí này là tự tánh Phật mà nó phát ra. Cái trí gọi là vô sư trí. Vô sư là gì? Cái trí này không phải là học của ông thầy,
Mà mấy ông thầy và tiến sĩ và hòa thượng đi học rồi làm sao biết cái này? Gọi là học trong vật lý. Vì thế mà tư cách tôi chuẩn hóa lại là tôi nói là tôi nắm được cái quyền ký này. Thiền sư Ni Đức Thảo bảo tôi, con công bố ra rồi sau đó mấy tháng con phải chuẩn hóa lại để người ta hiểu sai. Bữa nay là bữa nay trả lời là để chuẩn hóa lại. Rồi sau này khi tôi chuẩn hóa rồi, ai muốn hỏi tôi thì cứ đến ban quản trị chùa Thiền Tân Tấn Diệu, có người trực ghi tên rồi ngày nào muốn gặp tôi ngày nào thì tôi sẽ gặp ngày đó. Nhưng mà nên nhớ rằng gặp ở đây thôi chứ tôi không đi chỗ khác. Rồi mời nói tiếp. Dạ, tôi hiểu rồi, xin cảm ơn vị chủ nhiều ạ. Dạ con xin chào thầy Nhân và các vị trong ban quản trị ạ. Con có mấy câu hỏi con không có rõ, con xin thầy giải thích cho con. Thưa thầy, một người mà đã mất á, thì khi mà cúng cho họ thì phải cúng như thế nào cho đúng ạ? Một người đã mất muốn cúng như thế nào thì phải trước khi phải hiểu cái thế này nè. Trái đất này là trái đất nhân quả luân hồi, nó sáu con đường đi luân hồi. Một cõi trời trái đất này có năm đường đi nữa là sáu. Và duy nhất á, mình dù mình giảng sanh thì đã lên trời ở làm gì cúng? Vô làm thần không có cúng, gọi là súc sanh địa ngục không cúng, mà chỉ làm loài ngạ quỷ mới cúng thôi. Làm loài ngạ quỷ trước khi mình mất á, làm ngạ quỷ thì trong vòng 49 ngày, một phải chọn một hai con đường, một vô dòng tộc để đi theo quy luật nhân quả luân hồi do trưởng dòng tộc sắp đặt. Giữa người này nhân quả với nhau trở lại làm người để mà tạo nhân quả để mà sanh làm người. Hai, ra ngoài loài cô hồn, con cúng thì chúng cho cái loài ngạ quỷ thôi, nhưng mà cúng không quá 49 ngày. Nếu quá 49 ngày thì người ta đã đi rồi, một vô dòng tộc thì theo cái luật, theo cái nhân quả của dòng tộc phân bổ đi. Còn hai, trở ra làm cô hồn, dành dần ở đâu nó dành dần, không ai cúng đâu. Chứ đừng có nói, có nhiều người nó dở chỗ này nè. Tu tịnh độ, người nhà chết rồi đem nó cúng, cúng gì? Nó lên tịnh độ ở rồi còn lên đi cúng, hoặc làm thần. Vừa nhập vô thần là thức ăn thiếu gì? À, đó thì phải hiểu chỗ này nè, muốn cúng chỉ là loài cúng, loài ngạ quỷ thôi. Nhưng mà loài ngạ quỷ còn ở loài ngạ quỷ á, thì cúng người ta ăn. Còn nếu mà nó nhập vào dòng tộc không ăn, ra cô hồn cũng không được, cũng không được quyền nữa. Ra cô hồn thì phải đi thì gọi là, mình ở đây gọi là giang hồ rồi đó, thì đâu có vô trong nhà được. À, con hiểu không? Cúng duy nhất chỉ có một loài ngạ quỷ mới cúng thôi. Còn nếu mà người nào mà tu thiền tông mà trở về Phật giới không cúng. Dạ, con đã hiểu. Dạ, câu hỏi thứ hai cho con hỏi là thế nào gọi là chánh tính à? Thế nào là mê tín? Xin thầy giải thích và cho con ví dụ cụ thể. Chánh tín là mình tin đúng sự thật. Giống như cái đạo Phật của mình à. Ví dụ ông Phật nói giờ tin tu giảng sanh lên cõi tịnh độ ở, mình tin đúng, đó là đúng mà là chánh tín. Mà nó hồi lên tịnh độ ở đời đời là mê tín. Trên đó nằm ở trong cái tam giới làm sao rời rời được. Tịnh độ, mình ở đây là 100 tuổi, tịnh độ 1000 tuổi. Nó cũng phải đi theo cái chu kỳ của nó. Nó phải trở lại. Giống như mình ở đây mình đi du lịch á, một ngày về, du lịch một ngày về, thì một ngày về, đi du lịch một tháng về thì cũng phải về, chứ không có cách nào ấy. Hiểu vậy mà gọi là chánh tín. Còn cái mê tín á, mình đi vô, đi xuống núi xa mình lại, mình xin bà núi xa cho phước, nó là mê tín. Vì bà núi xa là cô hồn, chứ đâu phải ấy, mình làm sao xin. Mình cái đẳng cấp cao hơn mà làm sao xin cô hồn được. Mà bây giờ nó xin ông thần cũng mê tín luôn. Ông thần là cái nhiệm vụ người ta quản lý về cái tâm linh thôi, chứ đâu phải ông cho mình đâu. Còn mình mấy cái người mà ta làm ruộng hay làm nông á, ta tới mùa màng ấy là ta cảm ơn mùa màng rồi đem tới cái trụ sở cúng với sự thật. Ông thần cũng không muốn làm này đâu. Nhưng mà cái văn hóa của người Việt Nam á, thì phải tới cái rằm tháng 11 rồi mở trụ kỳ yên ở trong các đình để mà cầu cho quốc thái dân an. Mùa màng tốt tươi gì cái gõ qua lá gì thôi, chứ cái đó là cái gọi là cái văn hóa, nó không bằng sự thật.
Bởi vì cái trái đất này nó quay theo xuân hạ thu đông mà, nó quay theo đúng cái quy luật của nó. Tới mùa hè thì nó phải lá nó trời nóng, còn mùa đông thì nó lạnh, cái đó cái quy luật của nó. Rồi con hỏi thêm đi. Dạ, cho con hỏi là con thấy trong đạo Phật có hay nói đó với chữ danh từ là trí tuệ ở thầy, thì một người như thế nào được gọi là trí tuệ ạ? Người trí tuệ nghe ai nói gì cũng phải hiểu cho rõ nè, gọi là trí tuệ, thấy thuận lý mới tin. Còn người không trí tuệ nghe ai nói gì cũng nhạo vô tin. Ví dụ bây giờ mình, bởi vì con nên nhớ rằng mấy ông tiến sĩ không khi nào đi xuống châu đốc lại, không có lên núi Bà Đen lại, mà chỉ mấy cái người không trí tuệ mới lên tới lại mấy này. Kể cả vô chùa mà nhìn ông Phật lại cũng là không trí tuệ luôn. Bây giờ ông Phật nó tới giải, ông giải thoát cho mấy lại ta đâu. Chừng nào mà ông hiểu á, ông hiểu cái công thức trở về Phật giới và tu lại Như Lai. Như Lai để cái pháp này hay quá, giờ còn lại tôi ổng ơn được, ổng nhận, ổng công nhận. Bởi vì nếu mà trong kinh Diệu Pháp đi qua có nói, nếu mà người lại Đức Phật mà không hiểu là chửi Đức Phật á. Mà hiểu, bởi vì người Việt Nam mình phải có cái đầu óc sáng suốt vậy mới được, chứ đừng nghe ai tin nói gì cũng tin. Mình là người Việt Nam nên nhớ rằng phải cái đầu óc sáng suốt để nó bỏ bớt cái mê tín gì đó đi. Nói thật, Việt Nam mình giờ nó cũng mê tín nhiều. Thì bữa nay nói vậy cũng mong rằng nếu quý vị ở đây biết thì nên cũng điều chỉnh cái sự hiểu biết mình lại, hiểu biết bằng trí tuệ, đừng có tin một cường, đừng có tin mù á. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ, xin chào vị chủ. Tôi thấy trên mạng có thầy Thích Hưng Đức ở Bà Rịa Vũng Tàu có thách thức thầy đội kinh nhảy vào lửa, nếu thầy không cháy thì chứng minh thầy chứng quả Phật, nhưng không thấy viện chủ trả lời. Ý viện chủ như thế nào ạ? Nó đúng ra tôi là cũng người bình thường thôi, gọi là nói tóm là phàm phu thôi. Còn thầy Thích Hưng Đức bảo tôi đội kinh nhảy vào lửa thì làm sao tôi dám, phàm phu sao dám vào lửa. Nếu mà thành Thích Hưng Đức á, ổng dám là chắc ổng thành Phật rồi, hay là thành Bồ Tát A-la-hán gì rồi, ổng mới dám. Còn tôi thì chỉ là người đứng nghe thiền sư đứng thảo bảo con công bố này ra, tôi đứng là công bố, giống như là tôi phát ngôn viên của một công ty nào thôi, chứ đâu có cái tư cách nào, tôi đâu có tu hành gì đâu mà tôi dám nhảy. Tôi phải có kia mà có luyện công á thì tôi dám nhảy. Qua này tôi đâu có, tôi người bình thường. Thì thôi bây giờ anh về nói với ông Thích Hưng Đức lại đó, nói ổng là người thường, ông ra ông nhảy đi, tôi quay phim mà tôi ca tụng ông, tôi đưa ông lên trên trời á. Chứ là một người thường thì rất sợ lửa, một người mà tu hành đắc đạo không sợ lửa. Nếu ổng đắc đạo rồi thì ổng cũng sợ lửa. Thôi về nói là với ổng giùm tôi vậy. Dạ, xin cảm ơn chị Dung. Xin chào viện chủ, xin chào ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin chào tất cả quý vị có mặt trong buổi hỏi đáp hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Hồ Văn Dũng, sinh 1960, đến từ tỉnh Sóc Trăng. Tôi có hai câu hỏi, xin viện chủ vui lòng giải đáp. Câu số 1, tất cả các vị thầy tu theo đạo Phật có nói chứng quả vị A-la-hán là đã được giải thoát, còn viện chủ ở đây nói chứng quả A-la-hán là chưa được giải thoát. Xin viện chủ giải thích cho tôi gọi. Quả A-la-hán mà mình phải biết cái danh từ quả A-la-hán là cái gì. A-la-hán thì ngày xưa Đức Phật nói vậy, mà ông biết ông sử dụng tiếng của nước Ấn Độ ngày xưa hay là người Tàu dịch lại mình không biết. Nhưng mà tiếng Việt Nam ông Trần Nhân Tông có dạy thế này nè, chữ A-la-hán là con người bất động, con người tịch tỉnh, con người tĩnh lặng. Đó là gọi là A-la-hán. Bạn phải tu dụng công cái này. Nhưng mà nguyên tắc biết cái nhân quả luân hồi trái đất á, A-la-hán tu được thần thông chứ không phải không. Nhưng mà tịnh được, có nghĩa là diệt được cái thân tứ đại này, nhưng mà không giải thoát được. Muốn giải thoát anh phải đi ra ngoài cái trung ấm thân á. Trung ấm thân là cái gì? Trung ấm thân là cái vỏ bọc có tánh người, khi nó không bao được cái thân người nữa, nó co lại trở lại là trung ấm thân. Trung ấm thân là nó là cái phương tiện chuyên chở mình đi luân hồi hoặc trở về Phật giới.
Mà bây giờ A-la-hán á, tu để mà tinh tỉnh thì trung ấm thanh nó chở đi đâu? Nó chở vô chỗ nào thanh tịnh ở? Thì ở trong trái đất này chỗ nào thanh tịnh? Chỉ có chui vô núi thôi, chui vô hang núi mới thanh tịnh thôi. Còn ngoài ra không thanh tịnh được. Kể cả ngoài cái rừng cũng không thanh tịnh. Rừng bị khỉ kêu rồi chim kêu làm sao vậy? Chỉ vô sâu trong hang núi ở thì mới người A-la-hán tu mà thành tựu phải vô trong đó thì làm sao giải thoát được. Có nghĩa là A-la-hán chỉ giải thoát 4/5, còn 1/1 không giải thoát được. Muốn giải thoát tròn vẹn, trung ấm thân muốn tan rã phải trở về trung tâm vận hành luân hồi, là cái nơi điện từ âm dương không làm việc, thì tánh Phật, cái trung ấm thân nó mới tan rã ra, thì cái tánh Phật và công đức nó mới lộ nguyên hình, nó đi theo cái dòng, theo cái trục trung tâm vận hành luân hồi đi trở về Phật giới. A-la không biết chỗ này, thành ra ngồi ta tu. Thì bây giờ bữa nay nói chữ quá chứ A-la-hán không dám chữ quá, mà tôi nói rõ cho A-la-hán biết vậy thôi. A-la-hán không giải thoát trở về Phật giới được, nhưng mà A-la-hán giải thoát về thân tứ đại được. Nhưng mà muốn tu A-la-hán thì phải tu bằng cái gì? Nó có hai cách tu. Một là 4 cấp của tứ quả tinh văn, quả sau cùng là A-la-hán. Còn thứ hai, trong 37 pháp quán có cái pháp quán diệt tận định. Anh diệt hết cái lăng xăng anh sẽ định thành A-la-hán liền, gọi là tu tắc. Diệt tận định là tu tắc, còn tứ quả tinh văn là tu từ từ 3 cấp lên tới 4 cấp là vô A-la-hán. Anh thỏa mãn không? Không thỏa mãn hỏi tiếp. Dạ, xin hỏi tiếp câu thứ hai. Đức Lục Tổ Huệ Năng có dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh, nói Phật tánh vốn không phải là một vật. Sao trưởng ban nói có Phật cả, Phật huynh, Phật con? Như vậy chẳng lẽ viện chủ nói sai lời phụ tổ dạy hay sao? Kinh Pháp Bảo Đàn á, thì Đức Phật nói cái Phật tánh á, nó là không phải là một vật. Nhưng mà ổng nói là nói cho hàng sơ cơ, chứ hàng mà tuyệt đỉnh ông không dám nói câu này. Làm sao mà bản lai vô nhất vật được? Phật tánh nó có cái chứ không phải không? Nhưng mà tại vì nó cấu tạo bằng điện từ quang, nó không phải cấu tạo bằng điện từ âm dương với tứ đại, thì ổng mới coi nó là vô nhất vật đối với cái thế giới vật lý này. Chứ bên Phật giới nó vẫn có. Vì thế mà cái công đức á, ví dụ anh cái công đức tạo đi một 10 điểm đi, thì về bệnh cái tánh cái kim thân Phật nó bằng 10 điểm thôi. Còn cái ông kia ông tạo được 1000 điểm thì ông phải lớn hơn. Bởi vì trong cái Phật giới á, thì có việc làm chứ không phải là không đâu. Ví dụ một Phật con thì có bổn phận là quan sát một cái tam giới thôi, không được đi qua tam giới khác. Còn nếu mà Phật huynh thì được thì lên trung thiên thế giới, rồi Phật gia Phật cả đại thiên thế giới, là đi theo cái từng bậc. Giống như ở đây ở thế gian này, anh chế tạo chiếc xe 4 chỗ gì, anh chở 4 người thôi, cũng là chiếc xe mà chở 4 người. Còn xe sao 12 chỗ sao, nó chở 12 người. Còn cái xe 50 chỗ sao, cũng là xe, nhưng mà đều tùy theo cái lực của nó. Tánh Phật cũng vậy, anh chứa có một phần nhỏ công đức là về với Phật, là Phật nhỏ thôi. Thì bây giờ nói Phật con, mà tại trong kinh nói Phật con, Phật huynh cho nó dễ chứ thôi, gọi là Phật lớn, Phật trung, Phật đại vậy thôi, Phật nhỏ. Bởi vì cái công đức nó chứa mà, cái tánh Phật này, nó là điện từ quang, anh chứa nhiều thì nó lớn, chứa nhỏ thì nó nhỏ. Giống như ở đây cái bột bóng bóng này, anh thổi vô một ký thôi thì nó có 1 ký, hỡi 2 thì ra 2, 3 ra 3, nó cũng theo cái quy luật này. Còn mà Đức Lục Tổ Huệ Năng là bản lai vô vật, nó không phải là vật, là nói với cái nói cho cái người phàm phu nghe. Chứ con người mà gọi là giác ngộ nói sai câu đó sai. Nhưng mà từ ngày xưa tới giờ không ai dám nói câu này, không ai dám phá vỡ cái Lục Tổ Huệ Năng nói sai. Bây giờ chùa Thiền Tông Chân Diệu dám nói cho nè. Có nghĩa là không nhất vật không phải là một vật. Một vật là nói về cái hình tướng của trái đất này.
chứ nó có, chứ nó không có thì sao gọi là Phật tánh, thấy không? Còn nếu mà không có thì sao là kim thân Phật? Kim là vàng, thân là cái thân đàng hoàng, Phật là gọi là toàn năng toàn giác, có sao không có? Nhưng mà tại vì tất cả các vị thầy giảng về lục ổ huệ năng hoàn toàn dựa theo kinh điển vật lý hết. Chứ nếu mà nói mà nó bản là dương nhận mình, đối với mình ở đây ai nghe thì cũng nói dương nhận là đúng đó. Nhưng mà đối với người ngộ đạo hoàn toàn không nói sai. Hiểu chưa? Không hiểu thì hỏi tiếp. Dạ, hiểu, xin cảm ơn viện chủ. Thưa viện chủ, con có câu hỏi sau. Có tiền giả nói mình giống như Phật, thầy tổ không khác, còn nói sau này sẽ thay trưởng ban nắm giữ mình nguồn thiền tông. Thiền gia này nói mình ở ngựa trên non xuống đây để dẫn dắt chúng sanh. Thiền gia này khẳng định không có tam giới. Thiền gia này mới tự lập ra chùa thiền tông. Con thấy viện chủ đã lớn tuổi rồi. Vì thiền gia này có đủ tâm tài và lực, sao viện chủ không nhường lại giải đáp thiền tông này cho người này? Dạ con cảm ơn. Câu hỏi nó nhiều ý quá, bây giờ lặp lại từng ý. Ý thứ nhất đó là thiền gia này là sao? Thiền gia này tự cho mình là Phật tổ. Dạ. Rồi nói xong này sẽ thay viện chủ dẫn dắt chúng sanh. Thì ở đây thì cái chùa Tân Diệu là nó có cái ban quản trị. Khi tôi không đảm nhận được thì ban quản trị tự lo. Còn thiền gia nào mà xưng gì đó thì vô ban quản trị, vô lập trong ban quản trị đi rồi tranh đấu bản thân thì làm ban quản trị mới bầu lên. Mà hiện giờ có cái viện chủ viện phó nè, tôi có chết viện phó lên, rồi viện phó lên thì kiếm viện phó khác thì ổng lên đây từ từ tập, chứ đâu có nghĩa là người nào mà xưng á mình chứng đắc trên thế giới này thì trong kinh Kim Cang nói gì, người đó là tà là ma đó. Trên thế đất này không có chứng đắc cái gì hết không. Tợ gì sợ gì, thiền gia là nói một người gọi là hiểu biết thôi, hiểu biết về môn thiền tông này thôi, chứ không có phải là có uy quyền gì trong này, không phải biết quá khứ vừa lai đâu. Mà ta hiểu biết, hồi đó đó mình không hiểu, tam giới hỏi ta, ta biết bây giờ, nói tam giới ta hiểu vậy á. Nhưng mà bây giờ cái tam giới khoa học nó công nhận mà, nó là hệ mặt trời, mình là tam giới chứ khoa học nó gọi là hệ mặt trời. Trong hệ mặt trời nó có những cái vòng quay của nó vẽ mà trên NASA nó vẽ y như tam giới của mình thôi, không khác chút nào hết. Nhưng mà có một điều nó không phân tích được, tôi nói thật, khoa học nó không biết bão là cái gì, nó nói chỉ là áp thấp nhiệt đới thôi. Chứ sự thật bão là do điện từ âm dương cuốn lại, nó đi theo cái chiều hút, nó hút điện, điện nó hút nó quay thì gió phải quay theo, gió quay nó hút nước đi theo, có vậy thôi. Cái đó là nguyên tắc của nó. Đó là gọi trong trái đất này là gọi trái đất vật lý. Con hiểu không? Còn thắc mắc gì thì hỏi. Còn nếu vị nào muốn vô thai cái này cứ vô ban quản trị. Đây, cái chùa này là để thu nhận tất cả những nhân tài về thiền tông đến đây. À, nếu là anh em được thì cứ tiến vô ban quản trị, rồi tự ban quản trị đề cử lên để quản lý chung. Chứ đâu có chùa này đâu phải là do tôi, tuy là đầu tiên tôi mở ra thì gọi tôi là viện chủ, với sự thật về sau là người nào quản lý đây thì phải đổi danh lại, gọi là sửa lại là không phải viện chủ nữa mà là người giữ cái thiền tông này, muốn đặt danh từ gì đó rồi đó. Nếu mà đặt theo vật lý á, gọi là trụ trì, trụ là ở, trì là giữ, ở giữ chùa thì mai mốt cũng là trụ trì thiền tông ở để giữ cái chùa thiền tông này. Rồi con hỏi thêm. Dạ, vị thiền gia này nói là khẳng định là không có tam giới. Thì thiền gia này giống như cô Yến rồi. Chứ sao vậy? Bây giờ nếu mà nó không có tam giới vậy thì trái đất này nó quay bằng kiểu nào? Bây giờ trái đất này sở dĩ nó nằm được ấy, trong cái hệ mặt trời này á, là nó nhờ cái điện từ âm dương nó cũng có dòng bảo vệ. Còn nếu mà nó không có đất nẻo quá, nó bay luôn á, nó bay xa hơn mặt trời làm sao tạo xương hạ thu đông được.
nó phải bay vòng quanh cái mặt trời nó mới tạo ra xuân hạ thu đông được, rồi nó mới có kinh tiếng dĩ tiếng được. Còn nếu mà ông thầy thiền gia nó thuộc về thôi về loại thánh nào á, trên thánh nào muốn xuống. Bây giờ nếu thiền gia đó nó không có thì mời đến đây ha. Nhưng mà mời đây tôi phải mời các nhà khoa học lên làm chứng này, chứ không phải tôi hai người nói tôi nói ngang được. Và vô trong ban quản trị hỏi chừng nào phá được ban quản trị mới vô được. Trong ban quản trị nó có mấy cấp lực, cái người trực trừ trực nói không nổi, ban quản trị đứng ra nói, ban trị đầu hàng đưa lên đây tôi mổ xẻ. Rồi mời con hỏi tiếp đi. Dạ thưa, thiền gia này đã mới lập ra chùa Thiền Tông, và bây giờ con thấy bác cũng đã lớn tuổi rồi, thiền gia này có đủ tâm tài và lực như vậy, sao bác không giao lại nhiệm vụ giao đắc thâm tông cho vị thiền gia này? Thì bà mời lại, thì bà mời lại cho ban quản trị kiểm tra có phải đúng tâm tài lực không. Bây giờ tôi nói thật, muốn cắt cái chùa đó 1 tỷ anh phải có 5 tỷ gửi ngân hàng tôi mới giao, chứ đừng có nói 1 tỷ phải gửi 5 tỷ chứ để rồi lợi dụng cái này. Còn nếu mà có tâm đó, thì lại đây tôi hỏi phá vỡ được cái này, tôi hỏi tôi trả lời được tôi giao liền. Còn cái lực đó là nay nhiêu tuổi rồi, ta chửi có buồn không? Ở đây nè, trên mạng nó chửi nát rồi, giờ nó chửi tôi đồ điên, đồ khùng, đồ tà đạo, ma giáo thì tùm lum. Tất cả tôi đâu có nhận. Bởi vì tôi nói cô Yến á, chửi tôi nói tôi cảm ơn cổ, chúc cổ mạnh khỏe để cổ cúng tụng hộ niệm. Đến đây cái nghề của cổ mà. Còn cổ cũng nên mạnh khỏe để là phục vụ bà con. Chứ nếu mà cổ già, cổ bệnh rồi nữa ai phục vụ đây? Đó, thì tôi đâu có phải tham gia cô vị. Bữa nay tôi là 81 tuổi rồi, thì trong vòng cao gồng lắm cũng vài năm nữa thôi. Thì bây giờ thì bữa nay thì tổng này đây, cái ban quản trị là 31 người thì tự chọn ra, bây giờ tạm giờ chọn ra thiền gia Tuấn là diện phó. Nếu điều hành nổi thì tiếp tục, không điều hành nổi kiếm trong 31 thì kiếm người khác. Thế có vậy thôi, đâu có lo. Còn nếu ai muốn vô kêu bằng trụ của chùa này thì cứ mời vô, mời đúng theo quy luật, chứ đâu phải muốn nhào vô anh. Còn nếu mà anh có tâm thì lực thì ra ngoài xây cái chùa tự động mình, chứ ai rầy đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn vị chủ ạ. Dạ kính thưa viện chủ, những vị quan khách có mặt trong buổi lễ chứng đáp ngày hôm nay, tôi tên là Phạm Thành Nhân, đến từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay tôi đến đây có gửi đến viện chủ 3 câu hỏi như sau. Nhưng trước khi vào câu hỏi, tôi xin gửi lời nhắc nhở đến viện chủ là nếu những câu hỏi của tôi viện chủ biết thì trả lời, còn không biết thì đừng trả lời, chứ đừng nên tưởng tượng ra rồi sau đó trả lời sẽ bị nhân quả rất là nặng. Dạ tôi xin cảm ơn ạ. Dạ câu thứ nhất, tôi được biết. Cứ mời hỏi tự do. Dạ. Nói nặng hơn cũng được, cái này thì nói nhẹ quá, nói cho nặng. Dạ. Trả lời được rồi không được đi xuống sau ngủ đi. Dạ. Tôi được biết là ở chùa sắp chuẩn bị treo một cái bảng thông báo là sẽ thưởng 10 triệu cho ai hỏi viện chủ về pháp môn thiền tông này mà viện chủ không trả lời được. Thì tôi có kể là cho thầy tôi nghe, thì tôi có nói là thầy tôi không cần tiền. Mà thầy tôi á, có hỏi viện chủ là có dám cho thầy tôi đến hỏi viện chủ về pháp môn thiền tông này hay không. Dạ tôi xin kết thúc câu hỏi thứ nhất. Đã treo bản thì dám chứ. Treo giải thoát dám kì giải thoát. Treo bản thành Phật dám giải thành Phật. Mà có dám tu không? Dám tu thành Phật, dám tu giải thoát không? Dám vô đây hỏi không? Hỏi thì ban quản trị phải lập cái biên bản. Rồi hỏi cái gì ban quản trị phải nói cho nó qua. Chừng nào ban quản trị đồng ý đủ tư cách hỏi viện chủ, tôi đứng ra trả lời. Còn không đủ thôi đi về. Giống như tôi nói thật, giống như ở thế gian anh mới học lớp 5 mà anh đòi hỏi cái chuyện kỹ sư thôi đừng hỏi. Tôi treo bảng là tôi phải thực thi, không nói chơi. Đó, rồi mời hỏi tiếp đi. Dạ tôi xin hỏi câu hỏi thứ hai á. Tôi có hỏi thầy tôi á, tu làm sao để được giải thoát. Thì thầy tôi có nói là muốn tu giải thoát thì phải xuất gia và sau đó thực hành niêm mật như một vị tu sĩ thì mới mong giải thoát được. Còn hàng cư sĩ thì khó mà lòng mà tu giải thoát được vì còn vướng vào chuyện làm ăn và gia đình.
Thì tôi thấy thầy tôi nói cũng rất là có lý, mà sao ở chùa Thiền Tông Tân Diệu thầy lại dám nói là người xuất gia tu hành thì khó mà giải thoát được và không thể giải thoát. Viện chủ căn cứ vào đâu và nói điều đó? Tu giải thoát hay là không là căn cứ vào cái nhân quả. Anh hiểu cái nhân quả anh mới tu giải thoát được, còn anh không hiểu nhân quả đừng có mong mà tu giải thoát được. Bây giờ cạo cái đầu mặc cái áo làm thầy thì ta gọi là thầy để chi? Để mà phổ biến cái gì mà trong chùa. Mình nhớ rằng cái chùa vật lý tu thành tựu vật lý chứ không giải thoát. Giải thoát chỉ áp dụng cho những người này nè. Anh tu sĩ hay là cư sĩ gì cũng được, đừng có dính cái gì hết là anh mới giải thoát được. Cho nên các cái chùa anh dính cái chùa biểu giải thoát giải cái gì. Còn nếu cư sĩ nhà mà dính cái nhà mình với cái cửa hàng mà con giải thoát. Phải là không dính cái gì, dù ai cũng, chùa cũng được, nhưng mà nhớ điều đừng có dính cái chùa. Mà thứ nhất đừng có xưng mình là ông thầy nữa. Xưng mình thầy là dính vô cái danh rồi thì làm sao giải thoát? Tất nhiên là muốn giải thoát phải hiểu cái quy luật nhân quả của trái đất này thì mới tu được. Ở trái đất này anh vượt xếp chân lại ngồi miệng niệm A Di Đà Phật là bị nhân quả rồi thì làm sao thoát? Bởi vì muốn thoát ra nhân quả phải tìm con đường đi ra, mà đường đi ra nó gọi là công thức của nó. Anh phải tìm được cái công thức này, còn nếu không có công thức thì tôi cho ngồi tu một vạn năm cũng không giải thoát được. Phải hiểu cái công thức của nó, phải chỉ theo cái bản bản này thì đương nhiên là tôi phải nắm vững cái này tôi mới dám làm, dám nói cái này. Chứ còn nếu mà không nắm văn vực làm sao tôi dám để cái bản này, thấy không? Rồi vậy con hỏi tiếp. À, thưa vị chủ, tôi có hỏi thầy tôi á, là Phật là gì, thì thầy tôi có nói á, Phật là giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì tôi có hỏi thầy tôi là như vậy con muốn giác ngộ như Đức Phật thì phải tu làm sao? Thì thầy tôi nói nếu muốn giác ngộ như Đức Phật á thì phải tụng hàng ngày, phải tụng kinh và sám hối, rồi sau đó phải làm phước cho thật nhiều và cúng tiền xây chùa để tạo ra công đức, thì mai ra mười phương chư Phật và chư Bồ Tát á, mới giúp cho mình giác ngộ được. Thì tôi có hỏi thầy nếu mà thầy nói như vậy thì thầy có giác ngộ chưa, và đời này thầy có chắc là thầy tu được giải thoát hay không? Thì thầy tôi không trả lời tôi và bước vào trong phòng suốt một ngày một đêm không tiếp ai nữa. Vị thinh thư viện chủ, tại sao lại có cái trường hợp như vậy? Tại sao khi tôi hỏi cái cốt yếu, cái trọng về các pháp môn thiền, về các pháp môn giải thoát á, thì thầy tôi lại không trả lời? Và tôi có đi hỏi cái câu này ở rất nhiều vị, nhưng những vị kia là họ không trả lời tôi mà chỉ bảo tôi là cứ sống bình thường, cứ làm thiện cho thật nhiều và tụng kinh và sám hối lỗi lầm của mình. Nhưng mà khi tôi hỏi là nếu mà tôi làm như vậy thì tới khi mà tôi mất rồi á, tôi không còn ở thế giới này nữa thì tôi biết tôi đi về đâu, thì không ai trả lời cho tôi được. Thì xin viện chủ trả lời giúp tôi. Ở trái đất này mình phải hiểu cái quy luật nhân quả của nó. Ở đây đó, nếu mình tạo phước đức dương thì vãng sanh lên các cõi trời nước tịnh độ, còn phước đức âm thì trở lại làm thần hoặc người giàu sang. Tại sao người thần thì ở trên ngọn núi á, ha, ở trên ngọn cây, ở đồng bằng ngọn cây á. Còn người giàu sang thì ở trên nhà lầu á. Thế cái người giàu họ không nằm ở mặt đất, họ ở trên mấy tầng á. Đó là phước đức âm. Còn mà nếu mà về ác đức thì nó theo cái luật quy luật nhân quả thôi. Còn anh muốn giải thoát anh phải tạo công đức, vì công đức nó mới đẩy anh đi vào trong cái trung tâm vận hành luân hồi được. Nhưng mà muốn giải thoát á phải ba cái điều kiện này nè, chứ không phải muốn thực tập anh muốn giải thoát hay không. Giải thoát thì Đức Phật dạy sao? Thiền tông là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt. Anh dám buông buông là bởi vì anh có cái kêu bằng có công đức, anh phải buông biết dám buông. Còn anh còn không buông thì làm sao giải thoát được. Mà muốn hai cái phần này có trở về Phật giới và công đức, còn cái mà công thức giải thoát phải hiểu chỗ này. Mà khi truyền thiền người ta cái lời dặn dò có chỉ rất rõ về cái đường này, thì tất cả những người muốn giải thoát thì phải được truyền thiền và nghe cái bài dặn dò cho kỹ. Con đường trở về Phật giới đi bằng con đường đó đó, phải hiểu mới được.
Còn nếu mà tôi nói thật, giờ ấy tu mà tới 120 tuổi mà không biết cái này thì nói xin lỗi, quy luật nhân quả luân hồi nó vẫn kéo mình như thường, trong cách nào. Bởi vì thì gọi là Đức Phật nói là thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi. Đầu tiên mình làm cái gì nó kết quả theo cái đấy. Bây giờ nếu mà tu thiền tông mà anh làm thì không được, hoàn toàn không làm. Nhưng mà huyền tông tạo công đức, mà tạo cái gì cũng được. Nãy có nghe cái bài mà trả lời cô Yến không? Cô chửi thiền tông đó, nhưng mà người ta thấy hiếu kỳ, ta tới đây nè, ta nghe, tự nhiên từ cổ có công đức mà cổ đâu có biết đâu. Đó, chửi chửi thiền tông mà lại công đức. Còn ngồi đó mà lại Phật hoàn toàn có công đức. Phải hiểu như vậy. Còn nếu mà anh giúp người ta hiểu cái này bằng phương tiện gì đó, ta hiểu thì anh có công đức. Kể cả chửi, chửi mà làm sao mà kích động người ta tới á, thì anh có công đức. Còn anh ngồi anh năn nỉ ta này hoàn toàn công đức. Thiền tông anh năn nỉ không có. Ví dụ anh bây giờ viết sách ta viết về giải thoát á, anh chỉ đưa cho người ta xem thôi, ta thích á và ta hiểu á thì anh có công đức. Đưa cho người ta đem vô thùng rác nó bỏ, anh có ác đức. Bởi cái tạo cái công đức nó kỳ lắm, chứ không phải đơn giản. Giống như người thường mình là bỏ tiền cúng này có phước qua đâu. Còn cái công đức nó đa dạng tạo, chứ không phải nó theo cái quy luật vật lý đâu. Con hiểu không? Thành ra nếu mà thế giới này là tu không có được, nếu mà vô tu là bị nhân quả rồi. Bởi vì rất nhiều vừa máy độc ở trong kinh Địa Tạng, Đức ông Địa Tạng nó rất rõ như này. Anh về đọc lại kinh Địa Tạng. Dạ, xin vị chủ cho con hỏi câu tiếp theo á, là như con có tìm hiểu sơ qua về pháp môn thiền tông này á, thì con được biết là trong lời nói của liền viện chủ về cái pháp môn này á, là suốt 45 năm đầu á, Đức Phật không có dạy về pháp môn giải thoát này. Vậy chẳng lẽ 45 năm Đức Phật dạy đạo đó là chỉ dạy cho các đệ tử của Ngài là tu những cái pháp môn để được đi luân hồi hay sao? Xin vị chủ trả lời giúp con. Bất cứ một vị Phật nào ra đời ở trái đất này cũng đi theo cái quy luật này hết. Bởi vì ông Như đang dạy ông Thích Ca đó, 40 đầu tiên phải dạy phân tích được cái bụi trần để cho con người ta biết rằng. Nhưng mà muốn mà dạy pháp môn này á, thì một vị Phật nào ra đời nó phải thời kỳ đầu rồng, chứ đời văn minh không ra đời được. Vì thế mà ông bảo là khi đời thời kỳ mạt tưởng pháp á, cái công bố cái quyền ký này mới ra. Bây giờ năm 46 đã mới viết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tới năm 48 xong, năm 48 xong ông mới dạy cái quyền ký, viết cái tập quyền ký này, nói thử cho các người nghe, hoàn toàn chửi ông liền. Thì ông nói thôi bây giờ chỉ con người hiểu về sâu về khoa học thì ta mới hiểu cái thiền tông này. Chứ ngày xưa mà nói trái đất nếu quay xung quanh mặt trời ai biết, rồi điện từ âm dương nó kéo, rồi cõi này cõi kia ai biết. Nhưng mà bây giờ khoa học nó chứng minh rằng có cái hành tinh có sự sống. Bây giờ khoa học nó chứng minh nó có, thấy không? Chứ đâu phải có. Bây giờ đợi tới khi nào? Bởi vì tại sao mà cái thiền tông này cho ra đời cho người ta hỏi tự do, là ta nắm được cái nguyên tắc đó. Gần giống như em mà học kỹ sư điện đi, em hiểu kỹ sư điện rồi ta cho đó, cái gì cũng không điện giật anh em được. Còn nếu mà không biết là đụng tới nó giật kinh bác ra thầy. Thành ra cái này ta mới hiểu, ta mới dám tuyên bố là cho ai đến đây hỏi bất cứ gì, không từ nào một câu nào. Đó là nguyên tắc của nó là vậy. Tôi còn hỏi. Dạ, tôi xin gửi viện chủ thêm một câu hỏi cuối cùng á, là như viện chủ lúc đầu tôi ngồi ở dưới thì có nghe viện chủ nói là người mà muốn nói tiếp cái pháp môn thiền tông này thì phải có tâm tài và lực. Và tôi cũng được biết á, là ngôi chùa này á, là một tay, tại tôi có xem một cái đoạn video trên YouTube á, thì có phỏng vấn viện chủ nói là cái chùa này là do viện chủ làm cái nghề trồng răng á, rồi để dành tiền và nhờ bán những cái gốc cây của thiền sư Ni Đức Thảo để lại để xây chùa. Và cái tâm á, ở đây tôi hiểu cái tâm của viện chủ đang nói á, là cũng được biết, cũng đã đọc sách sơ qua là biết là viện chủ không có nhận tiền cúng dường của những người mà không hiểu về pháp môn thiền tông. Và viện chủ cũng không tự xưng mình là một vị thầy hay là một người tu hành chứng đắc này nọ, và cũng không nhận bất cứ một lời cảm ơn nào của ai cả. Và cái thứ ba là lực, là tôi được biết là viện chủ nhận được tập quyền ký cách đây đã 60 năm. Và theo tôi được hiểu là viện chủ hàng tuần là chủ nhật nào viện chủ cũng về đây cả.
Vậy suốt 60 năm nay là viện chủ đều làm những việc như vậy hay sao? Và nếu viện chủ phổ biến pháp môn thiền tông này với một cái mục đích là tâm tài lực trong sáng như vậy, ngoài ra viện chủ không nhận bất cứ cái gì của người khác, vì viện chủ phổ biến pháp môn giải thoát này với mục đích là gì vậy? Tại vì tôi thấy trên Facebook có một số người nói là chùa thiền tông Tân Diệu phổ biến hay là lừa người để kiếm tiền nuôi thân hay là để làm những cái việc âm mưu gì đó, thì hôm nay xin viện chủ giải thích cho tôi và những người ở đây được rõ thông ạ. Nếu mà nói chùa này lừa người á, lừa tôi đâu có thấy, tôi bỏ mấy tỷ bạc tôi cắt cái này. Nếu mà tôi lừa người á, tôi bỏ mấy tỷ bạc ngân hàng á, thì nó còn lời hơn ở đây nữa. Nhưng mà mục đích ngày xưa thiền sư Ni Đức Sảo giao cho tôi phải giữ cái này. Trong cái quyền, trong 24 câu kệ á, thì đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Khởi đầu tuy có não phiền, nhiều người muốn phá chứ phiền mà chi. Cái này nó khổ ghê lắm. Ngày đầu tiên mà tôi xây, tôi để cái chữ mà tu thành Phật, tu chùa thiền tông vậy đó. Trời ơi, tôi thiệt không phải, nhiều người chửi lắm. Tôi nói tại vì tôi nhận cái tập quyền ký này tôi nói ra thôi. Mà hồi xưa khi tôi không dám nói ai, mà tôi nói là tôi lấy cái bản mà của ông Trần Nhân Tông tôi đưa ra. Này ông gần lên ông Tông, tôi sưu tầm của ông Trần cháu đầu kia, tôi không dám nói cái quyền ký này luôn. Bây giờ mấy mươi năm thì tôi mới dành dụng ra xây cái chùa này là 12 năm rồi. Thấy không? Thì tất nhiên 50 năm bắt đầu tôi làm từ từ. Cái hồi đó tôi là con người về tôi xin tiền ai, khi nào tôi cạo đầu á thì bắt tình mới xin tiền được. Nhưng mà vẫn đẹp vậy thì làm sao xin, tôi lấy từ các gì tôi xin tiền. Mà người ta thấy là các chùa tôi không được, cái chùa này tôi bỏ thì tôi hưởng tiền rồi. Mà tôi nói thiệt anh á, khi tôi về cái khu vườn này nè, tôi bán được là 23 gốc cây, mỗi cái là 30 triệu đồng. 30 triệu. Tôi đang xây, tôi đang đốn á, đốn cây để tôi bỏ đi. Nhưng mà có thằng cháu bây giờ nó làm chánh án ở huyện Đức Hòa này. Nó nói ông Út đừng có bán, để con kêu điện qua bên Bình Dương, nó qua nó mua 23 cây, mỗi cây 30 triệu. Tính được bao nhiêu tiền? Gần cả tỷ bạc. Mà lúc đó một tỷ bạc lớn lắm, chứ không phải giống như bây giờ đâu. Đó thì tôi cần gì tôi ấy, mà tôi đã có một số tiền tôi chuẩn bị rồi. Cái cây sau cùng tôi bán ở ngay chỗ Nam Em Kiều Trần Dư này là bán 45 triệu. Khi tôi xây cái thiền tông Phật Đài thì thành ra trong cái khi mà tôi xây rồi, tôi mới nói là ở trong đó là tiền thầy thầy để gốc cây đến đời minh triết đem xây Phật Đài. Tôi mới bán cái này, tôi mới bổ túc lên cái Phật Đài, cái thiền tông Phật Đài. Chứ tôi nói đúng là bây giờ con không có lấy ai đồng nào hết. Nhưng mà ngày xưa đó, cái chùa này vừa xây ra thì giáo hội quản lý, tôi mới để cái hòm này. Bởi vì giáo hội vô mà, giáo hội để đây là giáo hội Đức Hòa, vô là 8 người ở trong cái chùa này. Mới đi nay là 2 năm thôi, 2 năm sau không phải tới. Thì chưa là do mấy ông thầy ông quản lý đó thì. Nhưng mà sao tự nhiên vô rồi chịu không nổi đi ra. Là vì khi mà sách tôi viết ra đó thì người ta khách thập phương người ta đến hỏi ông thầy về thiền tông, không biết. Ông không biết, ông không bỏ ông đi. Chứ không phải đâu, với sách này tôi viết về thiền tông, tự động ông bỏ ông đi thôi. Chứ không phải. Chứ bây giờ nói là nếu mà nó bịa đặt thì cũng được, nói sao cũng được. Bà yếu mà chửi còn nặng hơn. Thì bây giờ bởi vì nói ai nói bịa đặt thì cứ đến đi hỏi về thiền tông này nè. Tôi nói cốt truyện cho nghe. Mà cái này nếu mà tôi nói mà không đúng á thì nhà xuất bản Tôn Giáo không cho tôi xuất bản đâu. Tôi đã viết. Bây giờ bữa nay, năm nay là viết cái quyển số 11 rồi. 11 quyển sách nói về thiền tông này không. Thì bây giờ ai chửi chứ nói sao vậy. Thì bây giờ ông Thích Ca ngày xưa nói là còn chửi ông mà. Mình bây giờ mình phải chịu chứ. Bởi vì tôi nói có cái lực là chỗ này nè. Lực người ta chửi mình đừng có giận. Thấy không? Chứ nếu mình ta chửi mình giận là không có cái lực. Ở đây bởi vì tôi nói là cho giận chửi thoải mái luôn. Không sao. Con hiểu không? Hiểu không? Hỏi tiếp. Dạ con có một người dì á. Người đó rất thích đi chùa. Và người đó ngỏ ý á. Con hỏi con về... con đang tìm hiểu về pháp môn gì. Thì con nói là con cũng đang tìm hiểu về thiền tông.
và thấy nó cũng có vẻ nó cũng thuận lý hợp khoa học, tại vì con là một người rất là thích khoa học, cho nên con kiểm chứng những việc sự việc toàn bằng khoa học không mà. Thì người dì đó nói nếu mà con coi cái chùa đó được không, nếu mà được thì dẫn dì lại, dì coi dì cúng dường cho 50 triệu. Thì con xin hỏi viện chủ là ở chùa mình có nhận tiền cúng dường của người đó không ạ? Hoàn toàn không có nhận. Mà bây giờ cái chùa đó, nó có cái chỗ này nè, ví dụ con có cái bài thơ hay đó, và đằng sau tôi có để cái một cái khoảng trống á, người nào mà có bài thơ hay tự bỏ tiền ra gắn vô tôi chọn, chứ tôi hoàn toàn tôi không lấy ai đồng nào hết. Tôi dự trù là tôi cắt ở đằng sau một cái bảo tàng đang xin phép á, xin bảo tàng 5 tầng á, tôi không lấy đâu. Còn nếu muốn lưu bút bút của mình ngộ cái gì hiểu cái gì, tôi đằng sau có đủ số sách khoảng 100 người cũng được, tự bỏ tiền ra lo cho ta lưu bút của mình lại tôi cho, chứ hoàn toàn cũng tôi không lấy. Thì đâu có gì này vậy, thôi vậy tôi đang xin mà xin cái bảo tàng. Hôm đó tôi xin là cái ngôi nhà thiền tông ở ngoài xin ở trung ương bảo vô tỉnh Long An á, biểu xin cái bảo tàng thiền tông đi ta cho, chứ ngôi nhà không cho. Tôi mới gửi đơn đây 2-3 ngày ha. Thì tôi giờ tôi hỏi em chứ tôi già rồi lấy tiền làm gì, bây giờ tôi bắt buộc để muốn lưu lại cái gì cho hậu thế chứ không phải ấy đâu, không phải lấy 5-3 đồng mà bằng công mệt đó. Tôi tất cả những gì mà nhận tiền thế gian đều bị nhân quả hết, tôi không có làm cái đó đâu. Em hỏi tiếp đi. Dạ vậy những lời trả lời của vị chủ á, thì tôi về tôi sẽ trình lại với thầy tôi, rồi cái vấn đề cúng dường tôi sẽ nói là với vị tôi sau. Và trước khi kết thúc câu hỏi của tôi á, thì tôi cũng xin gửi đến vị chủ vài lời là đầu tiên á, là tôi đến tìm hiểu pháp môn thiền tông này thì cũng mục đích là cũng muốn tìm hiểu về cái lời dạy của Đức Phật có đúng như những gì ở chùa thiền tông Tân Diệu đang phổ biến hay không. Thứ hai á, trước khi mà muốn tu theo pháp môn thiền tông hay bất cứ pháp môn nào thì tôi phải tìm hiểu cho thật rõ. Tôi cũng đã từng tìm hiểu qua những pháp cũng những đạo khác như đạo Chúa, đạo Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài hay đạo Phật giáo Hòa Hảo vân vân. Thì khi đến với pháp môn thiền tông này thì tôi thấy nó thực tế và nó khoa học, nó thuận lý với khoa học, cho nên đó cũng là một cái niềm tin ban đầu của tôi. Nhưng mà trước khi vào tu pháp môn thiền tông thì tôi sẽ về nhà tôi sẽ tìm hiểu cho lại thật kỹ. Tôi sẽ có thể tôi sẽ mua 10 quyển sách hoặc là một cái máy nghe, sau đó tôi sẽ tìm hiểu về cái pháp môn thiền tông này sâu hơn. Tới chừng đó nếu mà tôi có thắc mắc nào thì xin viện chủ hãy giải đáp giúp cho tôi rõ thông mà. Dạ tôi xin cảm ơn và kết thúc câu hỏi. Dạ, kính thưa viện chủ, xin viện chủ cho con hỏi một câu. Là viện chủ có nói là người nào mà có nhiều công đức sẽ tự phá được vô minh, nhưng tại sao Ngài Xá Lợi Phất có nhiều công đức mà không nhìn thấy được Phật giới? Thì người nào có nhiều công đức á, thì phá được. Nhưng mà giờ đây, nếu mà ai mà có nhiều công đức là phá được. Nãy em nói là ai... Dạ, Ngài Xá Lợi Phất có nhiều công đức. Xá Lợi Phất nói đúng là ông tạo công đức, ông không biết. Giống như cô Yến, có công đức còn không biết. Phải không? Ông Xá Lợi Phất sở dĩ mà có công đức mà không biết là sao, là chấp ngã. Ổng hồi đó ổng giàu lắm á, mấy đời làm người ổng giàu lắm, rồi ai tới gọi là ổng đứng đầu ổng cho mà. Nhưng mà ổng cho đó là không phải là cho cái vật lý luôn, nó hên là nó đi vào trong cái sách đó, nó lưu tới tâm cái giải thoát này ổng mới có, nhưng mà ổng hiểu. Nhưng mà gì, bất cứ ai chấp ngã mà ở trên có công đức mà chấp ngã thì cái nước sơn đen của nó bôi nó giống như con có cục cái cục hộp sòn nó sáng á, mà để nó không chịu để nó sáng mà lấy cái sơn nhộm đó, sơn đen đó, thì làm sao nó phát huy được. Sở dĩ ông sẽ là sẽ là không có phát huy được là ông bố thí chấp ngã và tham lam muốn tạo công đức. Vì tham lam tạo công đức mà cái nước sơn nó mới đúng. Thí dụ mình muốn tạo công đức một cách bình thường thì được. Và ông sẽ là sở dĩ mà ông Thích Ca ông mới nhìn thấy ông này có công đức nhiều. Ông cũng biết chứ sao không biết. Vì thế mà cái cấp ngã cũng là nó thể hiện như thế nào. Khi Đức Phật vừa nói ông chửi Đức Phật liền.
cái người chấp ngã mới nói đầu tiên là Đức Phật chửi Đức Phật liền. Đức Phật biết rồi mới nói ông thì chửi nhưng mà ông có công đức rất nhiều đó. Ông nghe về ông mới kêu bằng hối hận đi. Rồi ông bủa Đức Phật đuổi siêu đại thực lực tinh tịnh tiền, nó mới sáng, nó xóa, nó qua được cái màu đen này. Thì ông sẽ là vẫn mới nhìn mấy giây về bên Phật giới thôi. Thì bây giờ tất cả bây giờ kinh nghiệm, tất cả ở đây muốn tạo công đức, đừng chấp ngã, đừng tham lam, thì nó phát huy liền. Nên nhớ rằng mình có công đức, nó sáng kỳ lạ lắm, chứ không phải đâu. Nhưng mà kỳ lạ làm thinh, chứ đừng đi ra khoe một cái là mất. Đó, hiểu không? Thì đấy, dạ, con hiểu hỏi tiếp. Dạ, cô xin hát. Trước tiên con xin kính chào viện chủ cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin kính chào những vị có mặt trong buổi lễ giải đáp ngày hôm nay. Con có dạy hơi thắc mắc, xin thầy dạy. Và đầu tiên hồi nãy con có nghe thầy nói là hiện tại thầy thấy những người tu theo Thiền Tông sai 80%. Con nghe con thấy rất là bất ngờ và hoang mang. Vì vậy con có vài ý kính xin thầy chuẩn hóa lại. Nếu mà bản thân con tu sai thì cũng đáng thương cho một kiếp người. Ý thứ nhất của con xin hỏi thầy, người tu theo Thiền Tông mà còn kiến chấp đoạn hay kiến chấp thường, người này có được giải thoát hay không thưa thầy? Tu Thiền Tông đó, thế giới này có cái gì thì cái sử dụng bên đây, thường đoạn ác cũng được không sao, nhưng với điều kiện phải tạo công đức cho thật nhiều mà muốn trở về là không. Chứ còn cái thế gian này là thế gian vật lý mà, thế gian gọi là thế gian, thế giới gian ác, có cái gì xài cái đấy. Nhưng mà muốn về Phật giới thì phải có công đức cho nhiều, quyết chí về. Thì bây giờ nói thật, ví dụ cháu ở thế gian này, cháu làm mắc nợ chỗ này chỗ kia 5.000, 10.000 mắc tùm lum. Khi mà con trúng số rồi một cái 5-10 ngàn không xài, không cần, không thành vấn đề. Bởi vì nó nguyên tắc cái công đức này là nó cực khá, nó phá đi cái gian ác hay là chấp thường chấp đoạn. Nó là một cái âm lực rất đơn, kêu bằng người rất đơn coi, không ăn thua gì hết. Thành ra đừng có mong cái đó. Bởi vì tại sao, tại sao vua Trần Nhân Tông nguyên mong kéo qua, ông đánh, ông đưa tu qua mà ông đánh giặc, ông giết bao nhiêu người đâu có thành vấn đề gì này. Có nghĩa là tìm cách đi ra ngoài cái quy luật vật lý này. Hồi nãy con đã nhớ rằng con yếm mà con chửi mà còn có công đức mà, thì còn chấp thường chấp đoạn không thành vấn đề. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu thứ hai. Câu thứ hai là tu theo Thiền Tông là một chữ buông, nhưng á con thấy có người á buông thì có, nhưng mà buông cái này thì lại bắt cái kia, tức còn dính mắc. Vậy còn có giải thoát được không thưa thầy? Ta nói thế gian này xài hết, có cái gì xài đấy, nhưng mà muốn về phải có công đức. Buông là cái chuyện thì mới vào đầu người ta bảo buông, nhưng mà sau cùng ông Phật nói là trái đất này không có tu được cái gì hết, rồi đang làm cái gì ở đây sống. Thì nhớ một điều, người mà muốn giải thoát á, ở đây sống phải tự mình lao động, mình sống, mình tạo công đức thì mình mới về Phật giới được. Chứ ở thế giới này mà sử dụng bất cứ cái gì của người khác thì đừng có mong. Mà công đức của mình tạo ra phải sáng thì công đức mới có giá trị. Còn công đức mà mình kêu bằng mình nói tiếng theo tiếng bình dân gọi là lương lẹo, hoàn toàn không được. Bởi vì tất cả khi một vị mà đến đây được truyền thiền thì chư Phật có cái bổn phận, cái vị Phật mà dẫn mình vô đây có bổn phận nhìn lại mình có đủ tư cách về không, đủ tư cách về là ông có dẫn mình về. Muốn về Phật giới phải có vị Phật dẫn, chứ không phải muốn về đâu. Thành ra bây giờ tất cả những chuyện gì ở thế gian này không thành vấn đề, có cái gì xài cái đấy. Bây giờ đừng có nói bởi cái Thiền Tông này nó khác lại với cái pháp môn khác. Pháp môn khác con mũi không dám đập nữa rồi làm sao, nó cắn mình sốt rét mà chết rồi sao. Thiền Tông này có nghĩa là trong thế giới lý này có gì xài cái đây ha. Mà mình muốn về Phật giới phải có ba phần: quyết chí về,
công đức thật nhiều và có một người, có một vị Phật dẫn mình về mà gọi là công thức. Nhưng mà vị Phật đó dẫn mình không thấy đâu, nhưng mà phải biết cái công thức đi theo ổng được, phải hiểu cái nguyên tắc cái thiền tông là vậy. Hôm nay nói là nói cho rõ lại vấn đề thiền tông này. Chứ khi mà tôi viết 10 quyển sách, nó đúng ra kiểu là viết mơ hồ thôi, chứ không có, có. Bởi vì thành ra anh em nhiều người á, là tôi tu sai chỗ này, nên hiện bây giờ nên chuẩn lại, thương cho đúng. Thứ nhất, ở trong trái đất này mà tu mà chứng cái này chứng cái kia đừng có xài. Cái đó là ai? Do ông thần á. Tại mình ham muốn mà, ham muốn chứng. Ông thần nó hiện cho mình thấy vậy thôi, chứ chứng gì trên trái đất này chứng cái gì. Bởi vậy trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghiệt kiến tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có là trong thế giới này có tướng đều giả dối hết, mà mình nhìn được cái không tướng, cái đó là Phật nhãn mở đó, mà không thấy, không phải là thấy trong suốt đó. Đó là tánh Phật của mình đó, là kiến tánh Như Lai, là thấy tánh. Tánh Như Lai là gì? Là tự nhiên, không đến, không đi, không qua, không lại, là cái chữ đó. Chữ Như Lai là cái chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp. Câu tiếp theo của con là theo con thấy hiện nay những người biết về thiền tông, họ cách tạo công đức là bỏ tiền ra mua kinh sách hoặc tặng kinh sách cho những người muốn hiểu, tìm hiểu về đạo Phật. Nhưng con muốn hỏi đây, những người này có ham muốn quá lớn cho nên có dính mắc vào việc tạo công đức hay không thưa thầy? Thì nãy con nói là tạo công đức mà ham muốn thì cái công đức của mình nó bị bôi đen. Ông Xá Lợi Phất cũng dính cái chỗ này. Bây giờ đó, muốn tạo công đức một cách trọn vẹn, mua sách thì cứ nên nhớ rằng một điều á, đừng có khi nào nó nhiệt tình quá. Em có 50 người, có 10 quyển sách, tôi cho chị mượn ngày 2 ngày trả lại tôi. Nếu mà người ta thấy hay quá, xin con không cho luôn là chắc chắn. Còn mà nếu mà cứ in ra, đưa ra cái ngàn quyển cho người này người kia, xin lỗi, nó dột thùng rác là con kẹt đó. Dột thùng rác là cái của quý, giống như cho người ta hộp xoàn mà không chịu được, không chịu xài nó, đem nó quăng vô đọt rác là sao? Cái người cho, bởi vì Đức Phật dạy là tu thiền tông phải tu bằng trí tuệ, chứ không phải mà tu bằng cái tham muốn. Bây giờ nói cho rõ lại là cái ham muốn là nó bị cái nhân quả rồi. Thì dù mình có công đức nhưng không về Phật giới được là vậy, nó bị bâu đen. Không, nó không chiếu sáng được, làm sao mình thấy đường đi. Ông Phật thấy đen, ông cũng đâu có, ông dẫn mình về được đâu. Công đức phải, nếu mà công đức bị bâu đen, phải mà mã hóa là một vị Phật ra đời của thanh tịnh thiền, thì cái này nó mới sáng được. Bây giờ thì ông Phật đâu? Ở đây hoàn toàn là người phàm phu không. Nên nhớ một điều là tạo công đức đừng có ham, đừng có nhiệt tình quá. Bởi đầu tiên đã nói, nhưng mà bây giờ phải nói cho rõ lại. Có nhiều anh em á, bỏ tiền ra in nhiều, in thì tốt rồi, nhưng phải biết cách cho, biết cách cho mượn. Rồi con hiểu không? Không hiểu con hỏi tiếp. Dạ con hiểu. Câu tiếp theo của con là người tu hiện trong kiếp này á, mà thối chuyển hoặc là không trở về được quê hương chân thật của chính mình thì đi đâu trong tam giới này và đầu thai trở lại làm người thì có gặp được pháp môn thiền tông không thưa thầy? Tu thiền tông đời này không giải thoát được thì cái thiền này nó không ra đời không lâu, mấy chục năm nữa thôi. Còn nếu mà con sống một thời kỳ mà không có một cái thiền tông vậy á, đạo Phật có trên trái đất này nhưng mà không giải thoát được. Con nên nhớ rằng Đức Phật dạy cách đây là 2562 năm rồi, mà bây giờ mới công bố ra, công bố 2561 năm, bây giờ mới gọi là chuẩn hóa lại. Thì trong cái thời gian đó con suy nghĩ coi, con làm cái gì đi, nhân quả trong trái đất này còn đi đâu. Con có thể là gặp trở lại ông A Di Đà thành Phật trở lại, có, con có thể may mắn là con sinh ra được cái nước mà công bố quyền ký không? Bây giờ công bố quyền ký tại nước Việt Nam. Nhưng mà giờ người ngoại quốc sao đây? Người Trung Quốc, nước Việt Nam mình 100 triệu. Mà bây giờ tôi cho ở đây là chừng 10.000 người nghe, mà nó chửi hết 9.000 rồi. Rồi làm sao? Bây giờ con may mắn là con mới
Về đây con hỏi được cái này, chứ rồi nó đã đi qua. Bởi vì thành ra Đức Phật dạy một câu là nhất thất nhân thân di nan phục, mất một lần kiếp, mất một kiếp người không trở lại được. Mà nếu á, con nên nhớ rằng nếu mà con ở trái đất này mà con bị làm qua báo đi, qua báo rẻ nhất cũng phải 1 tỷ năm. 1 tỷ năm là bao nhiêu đời Đức Phật ra đời? Con suy nghĩ đi, 10.000 năm một ông, 1 tỷ năm phải 1.000 ông Phật ra đời không? Nhưng mà con có may mắn là được sanh ra thời kỳ của cái công bố huyền ký mà tại cái nước của con sanh không? Hay là sanh sanh? Bây giờ mình công bố đây chứ xin lỗi, người Trung Quốc không biết, người Mỹ không biết, người Pháp, người Nga không biết. Thì làm sao? Thì ta vẫn đi luân hồi trong cái tự nhiên của tam giới, của quy luật trái đất này. Rồi con cứ hỏi tiếp đi. Con đã gõ thông. Con có một lời như vậy, con đã gõ thông hết những lời thầy nói, và thật là đáng thương cho những người không biết được những lời của Như Lai dạy. Con xin cảm ơn thầy. Dạ, xin thầy cho con hỏi 2 câu. Có người, mấy người trên bạn mạng mà khi mà anh Đào Văn Tổng mất á, thì có một số người hỏi tại sao mà người tu Phật gia, thiền gia mà khi mất tai nạn vậy thì như vậy có về được Phật giới hay không ạ? Do cái công đức của người đó, chứ là thiền gia, Phật gia không thành vấn đề. Nhưng mà công đức người đó, kể Phật tử cũng được. Nhưng mà đa số mà được truyền thiền rồi, người ta dặn dò mình mới nhớ. Trước khi đi chết á, đi vào một giấc ngủ, sau đó thức dậy, mình có hiểu con đường đi không? Thức dậy là bây giờ, rồi thấy ai dẫn đi đâu mình cũng đi theo đó, là mình chắc chắn đi luân hồi. Bởi vậy nó khổ nhất là cái hộ niệm đó. Cái cầu an, cầu siêu, cái này nó kẹt ghê lắm. Thế giới này không có cầu cái gì nữa đó. Hộ niệm mà nổi cái gì? Mình lo mình chưa xong mà đi họ lo người ta. Bởi vậy tôi nói là tại sao Đức Phật, thời Đức Phật khi mà 49 năm ổng độ được có 15 người thôi. Rồi bây giờ mình mà ví dụ cái duyên số mình không có đủ thì nên nhớ là tạo công đức. Đừng có nhiệt tình quá, cố gắng làm sao đời này ráng về thì về, không về thì đi luôn mà bàn. Nó quay vô luân hồi một cái á, bởi vì cái thiệt tâm nó không tồn tại lâu được. Mà nó qua rồi thì sao? Rồi sao mình tìm lần thứ hai đây? Đó, nên nhớ là 10.000 năm mới có lần. Mà mình bây giờ ở trên cái đất này nó còn có mấy dòng tộc thôi. Dòng tộc mình phân bổ đâu mình đi đó, chứ không phải là hầu dòng tộc Việt Nam là ở Việt Nam không? Nó rất nhiều chánh, chứ không phải đâu. Thành ra còn chuyện về được không là không có biết được đâu, do cái công đức người đó mà người đó quyết định không. Mà trong khi truyền thiền đã nói rằng 100 người truyền thiền chỉ có 3 đến 5 người về được thôi. Thì con thấy cái số ghê lắm. Đức Phật nói là 1 triệu người nghe cái này chỉ có 1 người theo thôi. 1.000 người tu theo cái này chỉ có mấy người chịu chấp nhận đi theo thiền tông thôi. Mà đã vô được cái dòng A rồi đó, muốn đã truyền thiền rồi chắc chắn rồi mà con cũng về con không được. Nó con suy nghĩ cái này nó khó, cực kỳ khó chứ không phải đâu. Ở con hỏi tiếp đi. Tại vì con biết một số anh em cũng tu thiền tông mà trên mạng Facebook có hỏi con tại sao khi tu thiền tông hiểu biết tạo công đức mà khi chết nó lại trả nghiệp như vậy. Có nhiều người bị sốc và người ta không tin nhân quả và không tin có Phật giới, không tin nhân công đức luôn. Trái đất này là trái đất nhân quả á, khó thoát ra lắm. Bây giờ ở đây thứ nhất là mình đã tu chứng đắc được rồi, mình tu nó quen rồi thì khó mà thoát ra được lắm. Giống như trong cái nhà của mình mà chứa đầy rồi, giờ đưa cái thiền tông vô đưa không nổi đâu. Thì bây giờ bởi vậy thì Đức Phật có nói là khi truyền thiền mà 100 người có mấy người đi thôi thì thôi, bây giờ mình cố gắng chứ sao giờ. Thì bữa nay người ta nói ra để rồi mình lượn theo đây, rồi mình tu tập cho nó đúng. Bây giờ thời gian còn dài thì cố gắng chỉnh lại. Trước kia ai có sai giờ chỉnh lại cho đúng, chứ đừng có ham mê ở cái thế giới này. Tôi thấy nhiều người tu thiền tông rồi đòi làm này là cái đã mình đã buông rồi mà còn không chịu buông mà dính vô, rồi trước khi chết rồi biểu người ta tụng giảng sanh hay là được cho về Phật giới, ai ai có khả năng này?
Nó, bây giờ thành ra bây giờ Đức Phật nói là phải chuẩn lại cho đúng, thiền tông nói là vậy đó. Tất cả những cái chuyện gì ở trong thế giới này cứ làm ăn bình thường, nhưng mà cố gắng tạo công đức để về. Nhưng mà về Phật giới phải hiểu cái công thức của nó, chứ đừng nghe ai nói cái gì cũng nghe trên thế giới này. Bởi vì trong phải tu này phải căn cứ vào Quyển Kinh Kim Cang đó. Thấy cái gì có hình tướng đừng có xa, đừng có thao. Bởi vì trong cái mà dặn dò trở về Phật giới đó, người ta chỉ rất rõ. Nếu ấy không có xin ban quản trị lại cái bản này đó, để được từng bước để đi về cho nó đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, tại vì con biết cái người này hồi trước cũng rất là tinh tấn. Thì từ khi sau cái đám tang của anh Đạo Văn Tổng thì dường như cái người đi bị sốc và không còn tin tưởng nữa. Nói tại sao khi đã có công đức không chuyển được nghiệp để trả cái nghiệp như vậy thì người ta không tin công đức. Làm sao con biết con có công đức? Làm sao biết được cái công đức của mình, làm sao anh biết? Mà nói là tôi tưởng đâu ông đó là cho ta mượn 1.000 quyển sách cho tôi có công đức, không phải đâu. Chứ lỗi có nhiều khi vô ác đức trong đó. Vừa rồi ở Cà Mau lên, tại sao có nhiều người mà sách mà đem quăng vô thùng đó? Là tại cho người ta cho không biết cách. Bởi vì tôi nói là sách này đem cho mượn, thích mới cho, không thích đòi lại đã cho người khác. Thì tất cả người nào mà thích cái đó mới có công đức, như là chắc chắn là 10%, chứ chưa chắc đủ 100%. Nó nên nhớ vậy. Chứ làm sao ai biết tôi có công đức hay là không có công đức. Mình đừng có tưởng tượng rồi tôi bố thí nhiều, tôi ít kinh sách nhiều, tôi có công đức. Coi chừng cái tội tham của mình, cái tham của mình nó dướng vào cái công đức bị bôi rồi thôi. Cả gì giống như có Phật, có cái một lượng vàng để nguyên tao biết, nhúng một lon nước sơn vô không biết cái cục đó cục gì, nó không phát ra được công năng thì làm sao mà biết. Mà nếu mà một cái công đức mà nó vướng vào vậy, một vị Phật không giờ không rước về vậy. Bởi vì ta biết mình mà. Trước khi truyền thiền, ông Phật lại chứng kiến coi cái người này tạo công đức thật đúng không, hay là mênh mông, hay là công đức giả. Thì nếu mà thấy mà giả rồi thì ông đi, muốn ở đây muốn truyền gì truyền, nói gì nói, không thành vấn đề. Ông từ chối một cái là nói xin lỗi, cái đời này ông không trả lời nữa đâu. Bây giờ có nhiều người nói tại sao muốn truyền thiền lần thứ hai. Đừng có mong, cứ cố gắng đi. Tự nhiên mình là cái công đức mình nó sáng đó. Một vị Phật mà sáng rồi, vị Phật đi tìm mình luôn, chứ không cần. Mà bây giờ nếu mà nói mà không cần truyền thiền thì bị nó không đúng lại với cái vị ký. Khi mà công đức sáng rồi đàng hoàng, tự nhiên nó dẫn mình tới liền. Tới chứ không phải truyền rồi, đặng chi ông Phật ông có nhìn mặt mình, rồi sau đó theo dõi suốt đời. Khi nào mình nhắm mắt xuôi tay rồi mới dở về. Nhưng mà quan trọng nhất á, đừng có tin tầm bậy trên trái đất này. Có nhiều người tu thiền tông rồi còn rước mấy cái ông thầy lợi tụng, rồi cho nó mới chết khỏi đó. Ông thầy chưa lợi ông Phật đi liền đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cái đó con đã hiểu rồi. Lấy cái xin hỏi con hỏi em thứ hai là, xin thầy cho biết, tại vì khi cái người này là đã tu bên cái pháp Quán Âm 25 năm rồi, hơn 25 năm nữa, khi gặp cái thiền tông này khoảng 2 năm nay thì rất là thích. Nhưng mà khi gặp con để xin đề nghị xin cách cái yếu chỉ á, bí mật á, thì khi con nói bây giờ nếu anh đã làm hoàn thành hết thì tôi hỏi, con hỏi anh có trả lời được không. Thì lý do gì mà con hỏi thì cái người đó tự nhiên cái đầu nó bừng mà không trả lời được. Cái đó là tại sao? Ở trên thế giới này nè, trên thế giới này tu bất cứ cái gì cũng do một thần điều khiển hết. Quan Âm hay là A-di-đà cũng đều do một vị thần quản lý tánh Phật á, của mình dẫn đi hết. Đã là tu rồi thì bây giờ người ta chuẩn là cho biết nè, muốn thoát ra cái này thì đừng sợ bất cứ cái gì, tự mình đi. Bây giờ trước bỏ đi, bây giờ tạo công đức bây giờ. Thì công đức bây giờ nó có cái lượng là nó có cái lực sẽ sáng đó. Thì nó xóa Quan Âm cũng là được âm chứ không phải là dương đâu. A-di-đà tốt cũng nó thuộc về âm nhưng nó hưởng phước dương. Ví dụ nhà niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì ông thần ông thiện ra cho mình thấy liền, mình tưởng đâu thấy thiệt. Chứ ông A-di-đà ông đâu trèo vô đây cho mình thấy. Ông đâu quan cơ no không mà làm cái chuyện này.
Có nghĩa là mình muốn cái gì ông thần quản lý tánh Phật của mình, chiều mình luôn, chiều mình. Bởi vì nó quan trọng ở chỗ này. Thành ra thiền tông nó ra đời là nó để chuẩn lại. Khi giải đáp này gọi là chuẩn lại tất cả những gì. Không hiểu cái gì thì hỏi người ta nói cho. Chứ còn đừng có chấp nó tôi tu lâu rồi, tôi tu đã mấy chục năm rồi này kia nọ, hoặc là bây giờ chức này chức kia, đừng có mà đem cái đó vô trong này. Mà mình chỉ biết rằng cái công đức mình tạo ra có trong sáng hay là không, có trong sáng mà quyết tỉnh về được không. Bởi vậy tại sao mấy cái người mà tu thiền tông đó người ta ít nói lắm, còn đi đâu cũng nói thì coi chừng ông thần đó, ông thần quản lý tánh mình không dẫn mình đi. Bởi vì tại sao người ta nói là thần khẩu sẽ hại sắc phạm. Mình muốn nói cái gì thì tự ông suối mình nói đó. Nhưng mà mình nên nhớ rằng mình có dùng cái tánh Phật của mình đó, trong sáng mình kiểm soát cái này được thì mới mặt mai tu thiền tông nổi. Bây giờ bởi vì tại sao bây giờ bữa nay có cái buổi này là phải nói lại, chuẩn lại cho những người tu trước đây biết rằng tu tông không phải đơn giản đâu. Có nhiều người thấy có chút cái đem bạn la chút kia chết, thà là mình la bằng sách vở đi cho ta mượn được ở đây đó. Mình tạo bằng cách đầu tiên tôi đã nói rồi, tạo bằng cái trong sáng, đừng có mánh mung. Nếu mà mánh mung là nó nhân quả, bắt buộc phải theo nhân quả, chứ không có không cách nào. Cái ông thần quản lý tánh Phật của mình này, ông gọi là thực thi nhân quả của mình. Trong cái vỏ bọc tánh người của mình á, có cái gì thì ông thi hành đúng cái đó, chứ không có xuyên bớt. Đừng có tưởng đâu ông quản lý mình xin mình cúng ông không ra. Cái thần quản lý này không có xài cái này đâu. Thế giới vật lý này mà còn lo lót được cho cái thế giới là thần không có lo lót đâu. Mình sai. Sở dĩ bây giờ nhà ta cúng nhiều á là gì? Ta cúng của hồn, của hồn giả. Ông giả rồi mình không biết mình cúng. Chứ sự thật là cúng của hồn thôi, chứ thần không ăn đâu. Ta gọi là thực thi nhân quả mà, làm sao người ta ăn cái mình được. Rồi con hỏi tiếp đi. Tại con thấy cái anh này ông cũng rất là tinh tấn, khi gặp thiền tông ông rất thích mà ông cũng có in ấn sách nữa. Nhưng mà khi con hỏi vậy, ông nói bình thường thì ông rất là thông, nhưng mà hỏi vậy thì ông bừng bừng vậy là cái lý do là có phải là cái vị thần pháp môn cũ không cho ông tu thiền tông không thầy? Thì có phải thì cái đó là thần đã tu Quan Âm là kéo thần vô, kéo cái lực cũng vô mà. Thì bây giờ đương nhiên là nó phản ứng vậy thôi, đóng lòng phản ứng không biểu đi. Bây giờ tại sao cái chùa này 8 ông thầy vô đây mà không ông nào ở được, 3-4 bữa đuổi ra, ngủ không dám ngủ luôn á. Là sao? Là vì tại ông thầy ông vô đây ông ưa cúng ưa tụng, mà thứ nhất là mấy ông thầy bói vô, ông thầy ngãi mà vô đây ở được đi, tôi chịu thua được không được. Tại vì đây là cái chùa nó có lực dương, do một vị thần kim cang quản lý, mình vô đây ở không được đâu. Và bây giờ tất cả những người nè, tôi nói thật, tất cả như mà chơi bùa chơi ngải vô cái chánh điện là không được. Bởi vì cái này cái chánh điện này là do thần kim cang dự hộ trì. Bởi trong này tôi đã nói rồi, thần kim cang hộ trì cái chánh điện này chứ không phải đơn giản đâu. Mà bây giờ tưởng nay là chúng quách thiền tông tôi mới nói ra, chứ ngày xưa tôi không nói đâu. Thì bây giờ tôi nói cho rõ ràng ra là tu muốn giải thoát phải cho đúng, đừng có gì danh gì lợi gì địa vị mà tu thiền tông thôi. Danh thì thôi đi theo cái danh đi, cái lợi đi theo cái lợi đi. Ông Phật không rước những cái người nào mà gọi là tham lam, ông Phật không rước đâu. Ông nhìn thấy ông biết mà. Thành ra tất cả những khi mà truyền thiền mấy chục người, chứ sự thật đó là cũng chưa chắc thấy được người nào. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện cộng đồng, tôi không nói. Bây giờ tôi chỉ nói lại là muốn giải thoát thì phải đi về một cách trong sáng. Thứ hai, công đức phải cho đàng hoàng rồi trở về Phật giới cho biết, chứ đừng ơi. Có nhiều người là đây cứ cãi lộn, nói tu chứng này tu chứng kia chứng đó, thì có hỏi tôi có được không? Được, chứng đúng hết. Vì tôi chỉ chắc khéo ra là phải coi lợi kinh kim cang, có vậy thôi, chứ giờ nói sao vậy. Còn vấn đề giữa anh em túc thiền tông với nhau, đừng cãi lộn, hiểu bổ túc nhau là đúng. Chứ đừng có nói là ông này tu trước, ông công đức nhiều, coi chừng đi tiếp
đi một vòng nó nhớ là một vòng một cái cả một dạng ông Phật ra đời chưa chắc trả lời. Ông Thích Ca vô đây mà mấy ông Phật ra đời biết không, 7 tỷ 800 triệu năm, mà Thiền Tông công bố ra là 10.000 năm mới có một lần. Thì ông Thích Ca ở trong này phải là 7.000, gần 8.000 ông Phật ra đời. Đó, ông vậy đó. Mà gọi là ông về Phật giới nhanh nhất á. Còn mình ở đây tôi không biết chừng nào. Đó, mình có nhiều khi gấp 10 lần Thích Ca không chừng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn thầy.